chào mọi người đã quay trở lại với Dã Sử Truyện. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về mảnh đất chúng ta đang sinh sống qua quá trình tạo dựng lãnh thổ Việt Nam. Quá trình này là một cuộc hành trình dài, trải qua hơn 19 thế kỷ, từ Văn Lang Âu Lạc đến Đại Nam Đế Quốc. Cương thổ đất nước có lần thu hẹp, lại có những dịp được mở mang, từ Đông sang Tây và từ Bắc xuống Nam. Trong đó, thời kỳ đầu, hơn 10 thế kỷ là quá trình khởi dựng, đấu tranh và đứng chân vững chắc tại đồng bằng sông Hồng, khẳng định nền độc lập tự chủ. Trong 8 thế kỷ tiếp theo, từ các vua Lý, Trần, Lê đến các chúa Nguyễn, lãnh thổ Việt Nam được mở rộng theo hướng Nam với sự sát nhập của Chiêm Thành và vùng đồng bằng sông Cửu Long, đạt điểm cực Nam của đất nước. Và đến thế kỷ 19, với sự xuất hiện của Tây Sơn và đặc biệt là triều Nguyễn, lãnh thổ Việt Nam bắt đầu được mở rộng sang hướng Tây và hướng Tây Nam với sự gia nhập của Ai Lao và Trấn Tây Thành. Quá trình này diễn ra mạnh mẽ và đạt được cực điểm dưới thời vua Minh Mạng của Đại Nam Đế Quốc. Và chỉ dừng lại khi thực dân Pháp thôn tính Đại Nam thành lập Liên bang Đông Dương. Trong thời gian này, các vùng lãnh thổ của Đại Nam bị chia tách và thu hẹp lại. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con đường thiên di mà dân tộc Việt Nam trải qua để tồn tại và phát triển. Khởi nguyên từ lưu vực các con sông lớn như Trường Giang, Châu Giang và Hồng Hà là nơi sinh sống của các tộc người Việt. Tập hợp 100 tộc người Việt ấy được gọi chung là khối Bách Việt. Trong đó, hai tộc Lạc Việt và Âu Việt chính là khởi đầu cho đất nước Việt Nam, mảnh đất hương hỏa cuối cùng của Bách Việt tộc. Cương vực lãnh thổ của Lạc Việt và Âu Việt với hai nhà nước Văn Lang và Nam Cương được phân bố trên phạm vi miền Bắc Việt Nam và một phần miền Nam Trung Quốc hiện nay. Năm 221 trước Công Nguyên tại Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên kiến lập Đại Tần Đế Quốc. Sau khi kiến dựng đế quốc, trong khi ở phía Bắc, Tần Thủy Hoàng lập tuyến phòng thủ trước các đạo binh du mục củng cố biên thùy, thì tại phía Nam, Đại Tần xô quân chinh phạt các mảnh đất màu mỡ Bách Việt. Năm 218 trước Công Nguyên, 50 vạn quân Tần chia làm 5 đạo công phá các vùng lãnh thổ của các bộ tộc Việt. Lần lượt U Việt, Mân Việt, Đông Việt, Nam Việt thất thủ, quân Tần tiến xuống phía Nam, công hạ nốt nước Văn Lang và Nam Cương của hai tộc Lạc Việt và Âu Việt. Trước đó, trên thực tế, hai tộc Âu Việt và Lạc Việt không thể hòa thuận. Trái lại, hai bộ tộc đối ngược lẫn nhau và thường xuyên xảy ra xung đột. Tuy nhiên, trước mối họa diệt vong và bài học diệt tộc từ những tộc người Bách Việt khác, cuối cùng Âu Việt và Lạc Việt hình thành một liên minh kháng Tần. Cuộc kháng chiến chống Tần kéo dài suốt 10 năm với vai trò lớn thuộc về thục phán, thủ lĩnh Âu Việt. Trước sự phản công mạnh mẽ từ liên minh Âu Lạc, quân Tần thua tan tác, nhà Tần phải rút quân về nước. Sau khi kháng Tần thắng lợi, với uy tín và sức mạnh của mình, thục phán đã sát nhập hai nước Nam Cương và Văn Lăng, hai tộc Âu Việt và Lạc Việt lập ra nước Âu Lạc. Ông xưng hiệu An Dương Vương, đóng đô tại thành Cổ Loa, đánh dấu sự phát triển mới trong lịch sử dân tộc. Trong suốt mấy thập kỷ sau đó, trong khi Âu Lạc phát triển cường thịnh, thì tại phương Bắc, nhà Tần suy yếu, cuối cùng diệt vong vào năm 207 trước Công Nguyên. Tại vùng viễn biên phía Nam Đại Tần giáp với Âu Lạc, tướng Trấn Phủ tại đây là Triệu Đà. Sau khi biết tin nhà Tần diệt vong, ông đã tự tách ra thành lập một quốc gia riêng, quốc hiệu là Nam Việt. Cương vực bấy giờ của Nam Việt được phát triển trên cơ sở vùng đất nhà Tần chiếm được của tộc Bách Việt phía Nam sông Trường Giang. Triệu Đà xưng làm Triệu Vũ Vương, bên cạnh đó, mặc dù là người Tần, nhưng khi cai quản vùng đất này, ông luôn coi mình khi đã ở đất Việt, lấy vợ Việt, theo phong tục Việt. Vì vậy, không thể phủ nhận, đất nước Nam Việt giống như vua Quang Trung đã từng đòi đất Lưỡng Quảng nhà Thanh và cũng đúng như Bác Hồ đã từng nói: "Dân ta phải biết sử ta, cho tưởng gốc tích nước nhà Việt Nam. Triệu Đà là vị hiền quân, hỡi ai con cháu rồng tiên, mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau. Mai sau sự nghiệp hoàn thành, rõ tên Nam Việt, dạng danh Lạc Hồng." Năm 179 trước Công Nguyên, chiến tranh nổ ra giữa Nam Việt và Âu Lạc. Cuối cùng, Âu Lạc thất thủ, buộc phải sát nhập vào Nam Việt.
Cương vực lãnh thổ Nam Việt bấy giờ đã bao trùm vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng Thanh Nghệ cùng diện tích lưỡng quảng rộng lớn. Sau này, khi nhà Hán cai trị, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã lập nên nước Lĩnh Nam, khôi phục cương vực nước Nam Việt năm xưa. Quay trở lại với Nam Việt tồn tại được 93 năm qua năm đời vua thì bị Tây Hán thôn tính vào năm 111 trước Công Nguyên. Nhà Hán chia đất Nam Việt thành 6 quận là Nam Hải, Hợp Phố, Thương Ngô, Uất Lâm, Giao Chỉ và Cửu Chân. Trong quá trình cai trị, nhà Hán còn lập thêm 3 quận mới là Chu Nhai, Đạm Nhĩ và Nhật Nam. Trong đó, quận Nhật Nam, vùng Quảng Bình, Bình Định được mở rộng khi nhà Hán từ Cửu Chân, vùng Thanh Nghệ tiến xuống chinh phạt các bộ tộc phía Nam. Tất thảy được 9 quận thuộc bộ Giao Chỉ đặt trụ sở tại Giao Chỉ. Đến năm 192, nhân dân quận Nhật Nam dựa vào thế hiểm của đất mà tự tách ra, thành lập đất nước riêng cho mình, sử gọi là nước Lâm Ấp, chính tiền thân của Champa sau này. Đến cuối thời Đông Hán, năm 203, bộ Giao Chỉ được thăng lên làm Giao Châu, ngang hàng với các châu ở Trung Quốc. Thanh thế Giao Châu ở phía Nam rất lớn, cạnh tranh ảnh hưởng với hai sứ quân khác là Kinh Châu và Giang Đông. Đến năm 210, khi Giang Đông lớn mạnh thành nhà Đông Ngô, thái thú Giao Châu là Sĩ Nhiếp quy hàng Tôn Quyền. Tiếp tục được nắm giữ Giao Châu, năm 226, Sĩ Nhiếp chết, Giao Châu phiên thuộc hoàn toàn vào Đông Ngô. Sang năm 264, Đông Ngô cắt 3 quận phía Giao Châu gồm Nam Hải, Uất Lâm và Thương Ngô, thành lập Giao Châu mới là Quảng Châu. Giao Châu từ đây mãi mãi chia cắt làm hai, Quảng Châu ở phía Bắc bao gồm phần lớn diện tích lưỡng quảng và Giao Châu ở phía Nam, phần lãnh thổ miền Bắc và miền Bắc Trung Việt Nam cộng với khu vực Khâm Châu Quảng Tây, khu vực ven biển bán đảo Lôi Châu Quảng Đông. Trong những thế kỷ sau đó, từ đời Tấn, Lưu Tống, Nam Tề hay Lương, mặc dù trải qua nhiều triều đại nhưng về cơ bản, cương vực lãnh thổ Giao Châu không có sự thay đổi nhiều. Chủ yếu chỉ là sự điều chỉnh địa giới, xóa bỏ hay lập mới các quận, huyện. Trong thời gian này, nổi bật nhất vẫn là các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Giao Châu. Mặc dù chịu thua các triều đại phương Bắc, nhưng người dân thường xuyên nổi dậy, các quan lại phương Bắc nhiều nơi cũng thừa nhận rằng trường lại tùy đặt, có cũng như không, dân cậy hiểm ở xa, thường hay phản loạn. Các cuộc khởi nghĩa bùng nổ trong suốt thời gian Bắc thuộc, đến năm 544, sau khi đánh đuổi sự cai trị của nhà Lương và Bình Định, dẹp Lâm Ấp ở phía Nam, Lý Bí lên ngôi, tức Lý Nam Đế. Ông lập ra nước Vạn Xuân. Nước Vạn Xuân gồm 10 quận, Giao Chỉ, Tống Bình, Vũ Bình, Tân Xương, Ninh Hải, Hoàng Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu và Minh Châu. Nước Vạn Xuân tồn tại được 60 năm qua 3 đời vua Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương và Lý Phật Mã thì bị nhà Tùy phương Bắc diệt hẳn vào năm 602. Sau khi chiếm được Vạn Xuân, đến năm 607, đời Tùy Dạng Đế, nhà Tùy bãi bỏ hết các châu, chỉ giữ lại cấp quận. Các quận sẽ chịu quyền thống lĩnh trực tiếp từ triều đình trung ương. Cũng trong thời Tùy Dạng Đế, Tùy qua xâm chiếm Lâm Ấp và giành được các vùng lãnh thổ tại khu vực Quảng Bình, lập ra quận Tỷ Ảnh. Khu vực Quảng Trị lập ra quận Hải Âm và khu vực Thừa Thiên Huế ngày nay lập nên quận Tượng Lâm. Năm 618, nhà Đường đoạt ngôi nhà Tùy tại Trung Hoa, tiếp tục cai trị Giao Châu tại phía Nam. Năm 679, Đường Cao Tông đổi Giao Châu thành An Nam, Đô Hộ Phủ. Năm 757, Đường Túc Tông đổi An Nam thành Trấn Nam, Đô Hộ Phủ. Đến năm 766, Đường Đại Tông lại đổi thành An Nam, Đô Hộ Phủ. Năm 866, sau khi Cao Biền dẹp loạn Nam Chiếu tại An Nam, Đường Ý Tông thăng An Nam, Đô Hộ Phủ lên Tĩnh Hải Quân và giao cho Cao Biền làm tiết độ sứ. Tĩnh Hải Quân có địa vị ngang hàng với các châu quận khác tại Trung Nguyên. Đến cuối thế kỷ thứ 9, nhà Đường suy vong, các sứ quân nổi lên cát cứ khắp nơi. Tại Tĩnh Hải Quân, tiết độ sứ Độc Cô Tổn bị quyền thần Chu Ôn tại triều đình Đường Trung ương ám hại và giết chết. Tĩnh Hải Quân rơi vào cảnh không người coi quản. Sợi dây liên kết với đường triều bị đứt cũng là lúc nhân dân Tĩnh Hải Quân nổi lên giành lại đất đai tổ tiên mình.
Nhân cơ hội Đường suy sụp, các sứ quân còn mải đánh giết lẫn nhau để tranh giành Trung Nguyên, Tĩnh Hải quân dần dần tách ra, khôi phục lại nền độc lập dân tộc. Từ các minh chủ họ Khúc đến tiết độ sứ Dương Đình Nghệ, nền độc lập của Tĩnh Hải dần được hình thành và khẳng định vững chắc vào thời đại Ngô Quyền. Sau khi Tiền Ngô Vương Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán, Tĩnh Hải quân đã thực sự trở thành một quốc gia độc lập, phát triển thành Vương quốc Đại Cổ Việt qua các triều đại Đinh, Tiền, Lê. Về cơ bản, trong thời gian này, Đại Cổ Việt tập trung bảo toàn và củng cố các vùng lãnh thổ của mình qua quá trình thống nhất thiên hạ của Hoàng đế Đinh Bộ Lĩnh và công cuộc phá Tống, Bình Chiêm của Hoàng đế Lê Hoàn. Đến thời nhà Lý, đất nước mới trở nên cường thịnh, đánh dấu nhiều bước chuyển lớn trong lịch sử dân tộc. Năm 1014, Đại Lý Đoàn Thị cho 20 vạn quân xâm nhập lãnh thổ Đại Cồ Việt. Vua Lý Thái Tổ sai Dực Thánh Vương đi kháng địch. Trận này, quân Lý giành đại thắng, cả một vùng Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái quy phục Đại Cồ Việt. Sang năm 1015, vua lại sai Dực Thánh Vương đi đánh các châu tại Tuyên Quang thu về vùng đất này. Sau đó, Đại Cồ Việt còn tiếp nhận mảnh đất của người Thái tại Sơn La. Như vậy, trong thời gian này, Đại Cồ Việt đã thu về các mảnh đất ở Tây Bắc. Tuy nhiên, những vùng đất này không sát nhập hoàn toàn mà được Đại Cồ Việt giao cho các tù trưởng, thủ lĩnh địa phương tiếp tục coi sóc vùng đất tổ tiên mình. Đến đời vua Lý Thánh Tông, năm 1054, vua đổi tên nước thành Đại Việt, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử dân tộc. Đại Việt giờ đây đã lớn mạnh, đủ sức vươn lên trong khu vực, trong khi tại phía Bắc, Tống Triều và Đại Lý đều phải e dè trước sức mạnh của Đại Việt, thì tại phương Nam, tình hình diễn biến khác hẳn. Đại Việt giàu có trở thành miếng mồi béo bở cho vương quốc Champa. Dù trên thực tế, Champa có thực lực yếu hơn Đại Việt, nhưng sự khác nhau về tư tưởng đã dẫn đến cuộc chiến sống còn này. Trong khi Đại Việt đi theo nền nông nghiệp lúa nước, phát triển đất nước, tạo rễ sâu bền, thì triết lý thịnh vượng của Champa là thương mại, hàng hải và cướp phá. Vì vậy, việc Champa tấn công Đại Việt là việc đương nhiên, mục đích hàng đầu là cướp phá Đại Việt béo bở. Trước hoàn cảnh thường xuyên bị quấy nhiễu bởi biên thủy phía Nam, năm 1069, vua Lý Thánh Tông thân chinh đánh dẹp Champa. Đại Việt toàn thắng, vua Champa là Chế Củ bị bắt. Chế Củ xin dâng ba châu địa lý, Ma Linh và Bố Chính xin tha. Đó là khu vực Quảng Bình và Bắc Quảng Trị ngày nay, lãnh thổ Đại Việt lần đầu tiên được mở rộng về phía Nam. Đến thời nhà Trần, vua Chế Mân xin dâng hai châu tiếp theo là châu Ô và châu Lý làm sính lễ để cưới Huỳnh Trần công chúa. Lãnh thổ Đại Việt lại có dịp mở rộng hơn, sát nhập vùng đất ngày nay phía Nam Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đến đời nhà Hồ, khi vừa lập nước, quân Chiêm lại quấy phá. Đại tướng Hồ Hán Thương đem quân đi đánh dẹp, Chiêm Thành thất thủ lại phải dâng đất Chiêm Động, Cổ Lũy, Cầu Hòa. Vùng đất này là các huyện Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Tam Kỳ của Quảng Nam và Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tứ Nghĩa, Mộc Đức, Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi ngày nay. Sang năm 1471, dưới thời nhà Lê, đời vua Lê Thánh Tông, vua thân chinh dẹp loạn Chiêm Thành. Trận này, Đại Việt đổ thành Trà Bàn, vua Chiêm bị bắt, Chiêm Thành vong quốc. Các vùng đất phía Bắc Chiêm thuộc Quảng Ngãi, Bình Định được sát nhập vào Đại Việt. Còn vùng phía Nam Chiêm hình thành ba tiểu quốc nhỏ gồm Hoa Anh thuộc khu vực Phú Yên, Nam Bàn ở phía Tây Hoa Anh thuộc khu vực Tây Nguyên. Còn phần cực Nam Trung Bộ, địa bàn Ninh Thuận, Bình Thuận được cai quản bởi tướng Chiêm, Bồ Chỉ Chi. Sau khi vua Chiêm bị bắt, Chỉ Chi xưng làm chúa Chiêm và xin thần phục Đại Việt. Cũng trong thời vua Lê Thánh Tông, vua sát nhập hoàn toàn tiểu quốc Bồn Man vào lãnh thổ Đại Việt. Trước đó, Bồn Man rời khỏi Vạn Tượng, xin nội thuộc vào Đại Việt dưới thời vua Nhân Tông. Nhưng phải đến đời vua Thánh Tông, sau chiến tranh Đại Việt Vạn Tượng, vùng đất này mới sát nhập hoàn toàn. Cương thổ bao gồm các huyện phía Tây Thanh Nghệ và tỉnh Hủa Văn Lào hiện nay. Năm 1611, dưới đời chúa Nguyễn Hoàng, quân Chiêm tiếp tục quấy phá biên giới.
Chúa liền sai quân chiếm đóng hoàn toàn xứ Hoa Anh, lập ra phủ Phú Yên để trấn thủ. Đến năm 1653, đời Chúa Nguyễn Phúc Tần, Chúa sai quân tiến chiếm khu vực phía Bắc đất Chiêm, vùng Khánh Hòa ngày nay, lập ra dinh Thái Khang. Đến năm 1679, Chúa Nguyễn Phúc Tần tiếp nhận gia quyến, tùy tùng của quan tổng binh Quảng Tây, tổng binh các châu Lôi, châu Liêm, châu Cao tại Quảng Đông của nhà Minh. Cả thảy 3.000 người cùng 50 thuyền chạy nạn nhà Thanh sang Đảng Trong xin làm dân của Chúa. Nhân dịp này, Chúa an trí cho họ vào xứ Cửu Long để khai khẩn đất hoang của Cao Miên bỏ hoang. Khu vực Gia Định, Đồng Nai được sát nhập từ đó. Đến năm 1693, Chúa Nguyễn Phúc Chu sai tướng Nguyễn Hữu Cảnh sát nhập vùng đất Chiêm còn lại, lập Thuận Thành Trấn, nối liền các vùng lãnh thổ Đàng Trong. Năm 1708, Mạc Cửu sau khi khai phá vùng đất Hà Tiên đã xin Chúa Nguyễn Phúc Chu nội thuộc vào Đàng Trong. Cương vực Đàng Trong được mở rộng thêm vùng Hà Tiên, Kiên Giang. Bên cạnh không ngừng mở rộng thêm về phía Nam, các chúa Đàng Trong vốn rất trọng giao thương đã ngay từ đầu đưa vào kiểm soát, khai thác các đảo ngoài khơi trên Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Lần lượt các đảo lớn thuộc lãnh thổ Đàng Trong như Côn Đảo vào năm 1704, Phú Quốc năm 1708 và quần đảo Trường Sa từ năm 1711. Dưới đời các chúa Nguyễn cũng là lúc đế chế Khmer xưa kia chỉ còn là vương quốc Cao Miên, chịu ảnh hưởng từ Đàng Trong ở phía đông và Xiêm La ở phía tây. Vì vậy, nội bộ Cao Miên cũng chia làm hai phe. Một phe được Đàng Trong ủng hộ và phe còn lại là thuộc Xiêm La. Trong đó, khi muốn được giúp đỡ hoặc tạ ơn đưa lên ngôi, các vua Cao Miên thường cắt đất xin dâng. Năm 1732, Chúa Nguyễn Phúc Chu nhận đất dâng từ vua Nạc Thay. Cương vực Đàng Trong mở thêm Mỹ Tho và Vịnh Long. Sau đó, trong 3 năm, từ 1736 đến 1739, Mạc Thiên Tứ, con Mạc Cửu, tổng trấn Hà Tiên. Ông khai khẩn thêm các vùng Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu về cho Chúa Nguyễn. Năm 1750, Cao Miên thảm sát dân Việt, Chúa Nguyễn Phúc Khoát giận lắm. Chúa đốc quân đi trừng phạt Cao Miên. Năm 1755, vua Cao Miên, Nặc Nguyên bại trận, phải chạy đến cậy nhờ tổng trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tứ xin tha và dâng đất Tân An và Gò Công để cầu hòa. Sang năm 1757, Nặc Nguyên chết, vua mới là Nặc Thuận được chúa Nguyễn Phúc Khoát ủng hộ lên ngôi. Sau khi lên ngôi, Nặc Thuận dâng đất Trà Vinh, Sóc Trăng để cảm tạ. Nặc Thuận lên ngôi không lâu thì bị con rể Nặc Hinh được Xiêm La ủng hộ đã nổi loạn cướp ngôi. Con của Nặc Thuận là Nặc Tôn phải chạy sang nương nhờ tổng trấn Hà Tiên. Sang năm 1758, Chúa Nguyễn biết tin đã giành lại ngôi cho Nặc Tôn. Nặc Tôn liền dâng vùng Châu Đốc, Sa Đéc cho Chúa. Riêng Năm Phủ, Hương Úc, Cần Bột, Trực Dâm, Sai Mạt và Linh Quỳnh được Nặc Tôn đem dâng cho tổng trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tứ để cảm tạ ơn cứu mạng. Mạc Thiên Tứ liền lấy cả Năm Phủ dâng lên cho Chúa. Chúa Nguyễn Phúc Khoát vui lắm, Chúa cho sát nhập Năm Phủ vào Hà Tiên, giao cho họ Mạc cai quản. Như vậy về cơ bản, đến giữa thế kỷ 18, tất cả các vùng đất thuộc đồng bằng sông Cửu Long đã thuộc về Đàng Trong và ổn định trong các triều đại kế tục về sau. Đến thời nhà Nguyễn, vua Gia Long mở nước Việt Nam vào năm 1804. 12 năm sau, năm 1816, vua chính thức cho cắm cờ, xác nhập chủ quyền tại đảo Hoàng Sa sau hơn 200 năm khai thác sản vật tại đây. Vua Gia Long giao cho Hải đội Hoàng Sa và Hải đội Bắc Hải coi sóc các quần đảo xa bờ. Cũng trong thời của vua Gia Long, trước khi khai quốc Việt Nam vào năm 1802 khi đất nước vẫn là Đại Việt, vua phong đất Trấn Ninh giữ Bổn Man về với quốc vương Lào An Nu Vông. Sang thời vua Minh Mạng, sau khi đồng minh Viêng Chăm An Nu Vông bị Xiêm La đánh bại, đất Trấn Ninh lại quay trở về với Đại Nam. Đến năm 1830, vua Minh Mạng lại cho sát nhập Nam Bản vào Đại Nam. Tuy nhiên, vẫn để các dân tộc người Thượng giữ quyền tự trị.
Còn tại Thuận Thành Trấn, sang năm 1832, vua bãi bỏ hoàn toàn chế độ tự trị, sáp nhập hoàn toàn vào lãnh thổ Đại Nam. Tới năm 1835, vua Minh Mạng tiếp tục sáp nhập Cao Miên, thành lập Trấn Tây Thành, lãnh thổ Đại Nam, đạt cực thịnh vào thời điểm này. Đến đời vua sau, vua Triệu Trị, vua bỏ Thuận Thành Trấn, lãnh thổ Đại Nam thu hẹp dần và đạt hình dạng ngày nay vào thời Pháp thuộc. Khi Pháp thành lập Liên bang Đông Dương vào năm 1888, họ điều chỉnh lại địa giới giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và thỏa thuận với nhà Thanh về một số vùng đất ở phía Bắc. Ngày nay, Việt Nam là một khối lãnh thổ thống nhất kéo dài từ Bắc vào Nam cùng các đảo, quần đảo ngoài khơi Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Lãnh thổ Việt Nam trải qua sự biến đổi không ngừng và rất phức tạp. Có lúc mất lãnh thổ, lúc khác lại có thêm các vùng lãnh thổ mới. Nhưng tự chung lại, vùng lãnh thổ cốt lõi phát sinh người Việt Nam là vùng đồng bằng sông Hồng. Sau nhiều thế kỷ khai khẩn, lãnh thổ người Việt đã trải dài đến đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích lãnh thổ đã rộng gấp 3 lần so với thời kỳ tiền Ngô Vương Ngô Quyền giành lại nền độc lập cho dân tộc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào mọi người. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương hay Trung Ấn tại khu vực Đông Nam Á. Phía Đông giáp Việt Nam, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Myanmar và giáp Thái Lan ở phía Nam. Lịch sử sơ khảo trên mảnh đất bắt đầu từ rất sớm với những cư dân bản địa là tác giả của những cánh đồng chum tại Siêng Khoảng trên đất nước Lào. Họ được gọi là người Kha, có nghĩa là nô lệ. Bởi trong lịch sử, những cư dân này thường xuyên phải chịu sự thống trị từ các vương triều Khmer. Phải mãi đến những thế kỷ sau này, người Lào mới di cư từ Vân Nam xuống. Họ thiết lập các tiểu quốc, xứ tự trị, mảnh đất này mới dần thoát khỏi ách thống trị, tách ra độc lập và trở thành một thể hùng mạnh với vương quốc Vạn Tượng. Người Lào thuộc khối dân tộc Nam Chiếu, những người đã thiết lập vương triều Nam Chiếu hùng mạnh và thế kỷ 8 cạnh tranh ảnh hưởng với nhà Đường tại phía Nam. Và sau này, đến thế kỷ 10 là vương triều Đại Lý hùng cứ một phương, ngang hàng với Đại Việt và Nam Tống. Trong suốt năm thế kỷ hùng mạnh, khối dân tộc Nam Chiếu mở rộng ảnh hưởng khắp khu vực. Từ Nam Chiếu, họ thâm nhập sâu hơn về phía Nam, đi vào Đông Nam Á, lập thêm nhiều xứ sở mới. Mà sau này đã trở thành tiền thân của các vương quốc Lào, Thái Lan, Bắc Miến Điện. Quá trình di cư này được đẩy mạnh theo thời gian, trước sức ép của người Hán và đặc biệt là Mông Cổ. Sau khi quê hương Đại Lý bị diệt năm 1253, làn sóng di cư chạy nạn xuống Đông Nam Á ngày càng mạnh mẽ. Trong đó, tuyến đường men theo sông Mekong xuyên qua mảnh đất Lào là một trong những tuyến di cư chính. Trải qua nhiều thế kỷ, các làn sóng người di cư thế chỗ dần những dân tộc bản địa ở đây. Trong khi nhóm người Thái đi sâu hơn về phía Nam đến đồng bằng Sao Freya, thì nhóm người Lào định cư tại phía Bắc tại các cao nguyên dọc theo lưu vực sông Mekong. Chính vì vậy, khác với người Thái, người Lào sau này bị phân chia thành nhiều nhóm Lào nhỏ hơn, phụ thuộc vào địa hình nơi họ sinh sống. Trong đó, người Lào Sủng sống trên đỉnh núi, Lào Thương sống tại sườn núi và Lào Lùm là những người Lào sống ven sông Mekong. Lào Lùm có điều kiện canh tác tốt nhất, giàu có và là nhóm Lào thống trị đất nước. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đầu, họ chỉ lập ra các xứ tự trị, các bản, các mường và phải phục tùng và nghe lệnh của đế chế Khmer, đế chế bá chủ khu vực bấy giờ. Năm 1253, sau khi diệt Đại Lý, quân Mông Cổ tiến xuống thu phục các vương quốc phía Nam mà trọng điểm là đế chế Khmer. Cuối cùng, để tránh chiến tranh, người Khmer phải chịu thần phục Mông Cổ. Trước sự suy yếu của Khmer, những người Lào, người Thái tách ra thành lập vương quốc riêng của mình. Lần lượt các quốc gia Sukhothai của người Thái, Lan Na, Thái Lào và Siềng Đông, Siềng Thông hay Muông Xua của người Lào được lập nên.
Đến cuối thế kỷ 13, Mông Cổ suy yếu, tạo điều kiện cho người Khmer đặt lại ảnh hưởng tại Muông Xua như một xứ tự trị, phụ thuộc vào đế chế Khmer. Đến thế kỷ 14, vào khoảng những năm 1350, một hoàng tử Muông Xua phải sống lưu vong tại Khmer do bất hòa với cha và anh trai, ông là Pha Ngâm. Pha Ngâm kết hôn với một công chúa Khmer và được quốc vương Khmer trao cho đội quân 10.000 người. Ban đầu ông đi trấn áp vùng Korat và tổ chức thành lãnh địa của mình. Sau đó Pha Ngâm tiến sang tấn công Muông Xua từ tay cha và anh trai. Ông giành thắng lợi lớn ở trận Phay Nam và chiếm được vương quốc. Năm 1354, Pha Ngâm thống nhất các vùng lãnh địa của mình và lên ngôi vua. Ông lập ra vương quốc Vạn Tượng, đóng đô tại Viêng Chăm. Vạn Tượng, Lạn Sạng có nghĩa là triệu voi. Đây không chỉ là một cách chỉ xứ sở của loài voi mà còn là một cách nói nóng gió về đội quân triệu voi hùng mạnh của Pha Ngâm. Vị quân vương đầu tiên của Lào này thực sự là một chiến binh khét tiếng. Cương vực của Vạn Tượng rất rộng lớn, đứng nhất nhì khu vực lúc bấy giờ. Vạn Tượng được khai sinh bằng máu nên trong khoảng thời gian đầu không ổn định do những mâu thuẫn, bất hòa giữa các vùng lãnh địa, các tôn giáo và sự chia rẽ từ ảnh hưởng của Khmer và Mông Cổ. Đến năm 1373, sau 20 năm trị vì, Pha Ngâm phải giao lại ngôi vị cho con trai mà rời Muông Xua và đến vùng Muông Nan. Trong những năm sau đó, đất nước phát triển và đi theo Phật giáo, sức ảnh hưởng từ Mông Cổ và Khmer cũng suy giảm dần, tình hình Vạn Tượng được ổn định hơn. Các hậu duệ của Pha Ngâm cai trị Vạn Tượng trong 600 năm, duy trì độc lập cho đến cuối thế kỷ thứ 17, thông qua một mạng lưới phức tạp các mối quan hệ hôn nhân, liên minh trong nội bộ các Muông cùng với các nước lân bang. Vương quốc phát triển hưng thịnh trong thế kỷ 15 và 16. Trong thời đại vàng son, Vạn Tượng sùng bái đạo Phật. Pho tượng Phật Phạ Bang được rời từ đế đô Viêng Chăm sang kinh đô tại Muông Xua, từ đó Muông Xua có tên gọi là Luông Pha Bang, có nghĩa là nơi đặt tượng Phật thanh khiết. Luông Pha Bang trở thành đế đô muôn đời của xứ Vạn Tượng. Việc xây dựng kinh đô Luông Pha Bang còn mang ý nghĩa quan trọng, qua đó nhà vua củng cố được quyền lực và chiêu dụ được đa số các Muông trong xứ quy tụ về một nơi, góp phần duy trì Vạn Tượng hơn 600 năm. Tuy vậy, không phải tất cả các xứ đều quy phục dễ dàng, tiêu biểu là trường hợp xứ Muông Phan hay Bổn Man không chịu quy phục nên thường dấy binh chống lại triều đình trung ương. Cuộc xung đột này cuối cùng dẫn đến cuộc chiến tranh Đại Việt Vạn Tượng năm 1478. Trước đó, vào thế kỷ 14, Vạn Tượng và Đại Việt nhà Trần vốn đã không hòa thuận, thường xảy ra xung đột. Thì tới thế kỷ 15, trong khi Vạn Tượng hưng thịnh thì Đại Việt bị Minh Triều đô hộ, rơi vào cảnh nô lệ. Tại vùng núi Lam Sơn, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa. Vào buổi đầu tụ nghĩa khó khăn ấy, Lê Lợi không chỉ đối phó với giặc Minh mà còn phải lo Vạn Tượng. Trong trận Sách Thủy, Vạn Tượng phối hợp với nhà Minh đem 30.000 lính cùng 100 thớt voi đánh úp quân Lê. Lê Thạch cháu Lê Lợi tử trận. Sau đó Vạn Tượng còn thường xuyên quấy nhiễu Đại Việt, nhà Lê có thủ với Vạn Tượng từ đó. Đến thời vua Lê Nhân Tông, xứ Bổn Man, Muông Phan, giáp Nghệ An xin nội thuộc vào Đại Việt. Vua Lê mừng lắm, vua chấp nhận và cho nhập vào châu quy hợp Nghệ An. Về phía Vạn Tượng, đương nhiên Vạn Tượng không chấp nhận chuyện này vì Bổn Man vốn là một Muông nội thuộc của mình. Xung đột nổ ra giữa hai bên tại biên giới trong suốt nhiều năm. Sang năm 1478, đến đời vua Lê Thánh Tông, vua thấy tình hình không thuận lợi cho Đại Việt. Vạn Tượng thường xuyên quấy nhiễu cùng với xứ Bổn Man chiến tranh liên miên, đã có ý định không theo Đại Việt nữa. Lê Thánh Tông liền ra chiếu chỉ, cất quân chinh đánh dẹp biên thùy. Tháng 7 năm 1479, vua lệnh 18 vạn quân chia 5 đạo tiến vào Bổn Man và Vạn Tượng. Trận này Đại Việt thắng lợi, quân Lê không chỉ dẹp biên thùy mà còn đánh thẳng vào kinh đô Luông Pha Bang, truy kích quân Vạn Tượng đến tận biên giới Miến Điện. Đến đầu năm 1480, Đại Việt rút quân hẳn ra khỏi Vạn Tượng, kết thúc chiến dịch. Sau cuộc chiến, mặc dù thất trận và chấp nhận triều cống Đại Việt, nhưng Vạn Tượng vẫn luôn không thần phục, tìm cách đánh trả Đại Việt.
Thời gian này cũng chứng kiến sự lớn mạnh của người Thái với vương quốc Ayutthaya vươn lên mạnh mẽ trong khu vực. Ayutthaya tiêu diệt cả đế chế Khmer, chính vì vậy vạn tượng cũng bắt đầu liên minh và dần dần phụ thuộc nhiều hơn vào Ayutthaya. Trong khi đó, tại phía tây của Đông Nam Á, vương triều Thangu, Miến Điện phát triển cường thịnh, uy hiếp đến cả khu vực. Liên tiếp trong kỷ 16, Miến Điện du quân về phía đông, đánh chiếm các mảnh đất Thái Lan. Cuối cùng, Thangu đánh hạ Ayutthaya, kinh đô Ayutthaya bị đốt phá tan hoang. Sau đó tới lượt vạn tượng trở thành mục tiêu tiếp theo của quân Miến Điện. Vạn tượng đẩy lùi được quân Miến trong một thời gian nhưng cuối cùng cũng tan vỡ và chịu cảnh chư hầu suốt 30 năm cho vương triều Thangu Miến Điện. Mặc dù sau này thoát khỏi cảnh chư hầu cho Miến Điện nhưng sau các cuộc chiến khốc liệt, vạn tượng sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa. Đến thế kỷ 17, vạn tượng bị chia rẽ nghiêm trọng thành ba tiểu quốc phụ thuộc lẫn nhau là Luang Prabang ở phía bắc, Viêng Chăn ở trung tâm và Champasak ở phía nam. Sang thế kỷ 18, người Miến tiếp tục đánh hạ và tiêu diệt hẳn Ayutthaya, đã lại tiến về thôn tính các tiểu quốc tại Lào một lần nữa. Tuy nhiên, lần này tại Thái Lan, người Thái đã vùng lên nhanh chóng đánh đuổi quân Miến. Tướng Taksin thành lập vương triều Thái Lan mới, vương triều Thoburi, thống nhất mãi mãi hai mảnh đất Thái gồm vương quốc Ayutthaya ở phía nam và nước Lan Na ở phía bắc. Sau đó, quân Thái đến Lào nhưng không phải với tư cách giải phóng Lào khỏi Miến Điện mà biến Lào trở thành một phiên thuộc của Xiêm. Trong 100 năm sau đó, các vùng đất Lào sát nhập với Thái Lan. Phải đến năm 1785 với chiến thắng của nhà Tây Sơn trước quân Xiêm, tầm ảnh hưởng của Xiêm tại Lào mới giảm sút. Các sứ tự trị tại Lào dần quay sang thần phục các vương triều tại Việt Nam. Đến năm 1802, vua Gia Long phong lại đất Trấn Ninh, xứ Bổn Man về Lào cho Viêng Chăm, An Nô Vong cai quản. Sang năm 1804, được sự ủng hộ của nhà Nguyễn, An Nô Vong lên ngôi quốc vương Viêng Chăn và bắt đầu xây dựng đất nước với tâm nguyện khôi phục lại sự huy hoàng của tổ tiên xưa kia. Năm 1819, sau khi dẹp loạn ở Champasak, ông đưa con mình lên làm vương tại đây, thống nhất Viêng Chăn và Champasak. Trong lịch sử, vua An Nô Vong được coi là vị anh hùng dân tộc của Lào. Ông được coi là vị vua đầu tiên giữ vai trò như một người yêu nước, đã kêu gọi và tập hợp sự đoàn kết giữa các bộ tộc Lào. Tháng 2 năm 1827, ông tuyên bố chống lại người Xiêm và đưa quân vượt sông Mekong với mục đích giải phóng cao nguyên Korat, miền Bắc Xiêm, nơi có các dân tộc Lào sinh sống. Tuy nhiên, ông bị quân Xiêm phản kích và bị bao vây tại Viêng Chăn. Sau đó, vương quốc Luang Prabang phương Bắc liên kết với quân Xiêm để tấn công An Nô Vong. Liên minh này kẹp vua An Nô Vong từ hai hướng và cuối cùng đã đẩy ông thua trong trận kháng Xiêm quyết định tại Viêng Chăn. Ông phải rút chạy về La Côn. Sau đó, đến tháng 6, An Nô Vong được nhà Nguyễn chi viện. Nhưng liên quân Lào, Đại Nam cũng bị thua trước người Xiêm, ông lại phải chạy về Nghệ An lánh nạn. Sang năm sau đó, tháng 12 năm 1828, trong khi trở về Lào để gây dựng lại lực lượng, khi đi qua đất Siêng Khoảng, ông bị tù trưởng tại đây bắt và giao nộp cho Xiêm. Cầu cuộc thống nhất Lào chấm dứt từ đây. Khoảng thời gian sau đó, chứng kiến người Xiêm áp đặt quyền thống trị mạnh mẽ trở lại mảnh đất Lào. Trong khi Luang Prabang giữ được vị thế chư hầu thì các vùng Viêng Chăn và Champasak bị Xiêm cai trị trực tiếp và chặt chẽ. Cuối thế kỷ 19 thực sự là khoảng thời gian đen tối tại Lào. Vương quốc chắc sẽ diệt vong nếu không có sự xuất hiện của người Pháp tại Đông Dương. Pháp thôn tính Đại Nam và theo thỏa thuận sẽ thôn tính cả những vùng từng thuộc Đại Nam và đương nhiên Lào nằm trong phần lãnh thổ này. Trước sức ép của Pháp, Xiêm buộc phải nhượng lại các phần lãnh thổ cai trị tại Lào. Thậm chí người Pháp đã gây sức ép buộc Xiêm phải trả các vùng nói tiếng Lào tại cao nguyên Korat. Nhưng trước phản ứng của người Anh, Pháp đồng ý để vùng này vẫn thuộc Xiêm và chấp nhận Xiêm là vùng đệm giữa Anh và Pháp.
Năm 1893, ba tiểu quốc Lào được sát nhập làm một và gia nhập vào Liên bang Đông Dương. Lãnh thổ Lào cũng được Pháp phân chia địa giới như ngày nay. Đến Chiến tranh Thế giới thứ hai, người Pháp thất thủ tại Đông Dương. Mối lo lớn nhất của Lào là sự quay trở lại của người Xiêm với sự ủng hộ của Nhật. Nhưng rất may, cuộc chiến chỉ diễn ra 5 năm. Đến năm 1945, Pháp quay trở lại nắm quyền ở Đông Dương. Đến năm 1954, với chiến thắng của Việt Nam, Lào cũng được trao trả độc lập hoàn toàn. Sau đó, Lào tiếp tục tham gia cùng Việt Nam trong chiến tranh. Đến năm 1975, phong trào Pathet Thất Lào theo chủ nghĩa xã hội lên nắm quyền, ổn định và phát triển đất nước đến ngày nay. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Dã Sử Chuyện. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lịch sử hình thành đất nước Campuchia hiện đại, một quốc ca bi tráng. Khởi đầu lịch sử trên mảnh đất này là sự tồn tại của Vương quốc Phù Nam. Vương quốc này được chúng ta biết đến thông qua những thư tịch Trung Quốc cổ đại. Qua lương thư của triều nhà Lương chép, nước Phù Nam ở phía nam quận Nhật Nam, trong một vịnh lớn ở Tây Biển. Nước cách Nhật Nam chừng 7.000 lý và cách Lâm ấp hơn 3.000 lý về phía Tây Nam. Đô Thạch cách biển 500 lý, có một con sông lớn từ Tây Bắc chảy về Đông và đổ ra biển. Nước rộng hơn 3.000 lý, đất thấp và bằng phẳng, khí hậu và phong tục giống Lâm ấp. Về bản chất, Phù Nam là tập hợp của hàng loạt các tiểu quốc nhỏ có quan hệ mật thiết với nhau. Vương quốc trung tâm Phù Nam nằm ở địa vị tôn chủ mà các tiểu quốc kia phải cống nạp, thần phục. Phù Nam tồn tại được 5 thế kỷ, đến thế kỷ thứ 6 thì theo thư tịch Trung Quốc, Phù Nam bị một nước khác ở phía Bắc đánh bại. Nước đã đánh bại Phù Nam chính là Chân Lạp. Thực chất, Chân Lạp là một tiểu quốc chư hầu của Phù Nam. Địa bàn Chân Lạp nằm ở Semun, Thái Lan đến Champasak, Lào. Quốc gia này do vua Brahmavarman sáng lập nên tục gọi là nước Brahmapura Chân Lạp. Trong thời gian trị vì Chân Lạp, vua Brahmavarman đã chấm dứt sự lệ thuộc vào Phù Nam và đến thời con trai ông, Chân Lạp đã tấn công Phù Nam. Sau khi chiến thắng Phù Nam, người Chân Lạp đã ồ ạt di cư xuống phía Nam, chiếm cứ các vùng lãnh thổ màu mỡ và những người Chân Lạp ấy chính là dân tộc Khmer. Chúng ta cùng quay trở lại với các cổ sử Trung Hoa. Theo Khang Thái, một quan lại Trung Hoa từng tới Phù Nam giữa thế kỷ thứ 3, chép lại rằng xứ này có một người phụ nữ tên Liễu Diệp cai trị. Sau đó, Liễu Diệp thành thân với một người nước ngoài tên Hỗn Điền và lập ra một vương quốc tại đây. Và theo các truyền thuyết bản địa, người ngoại quốc ấy chính là vị ẩn sĩ Ấn Độ tên là Khambu. Ông kết hôn với nữ thần Mera và con cháu của họ được lấy từ tên ghép của hai vị là Khambu Mera, nghĩa là Khmer. Dân tộc Khmer được khởi phát từ đó. Quay trở lại với đất nước Chân Lạp của người Khmer, giống với Phù Nam, Chân Lạp cũng là một điểm giao thương, một vùng văn hóa quan trọng tại Đông Nam Á. Vương quốc phát triển thịnh đạt trong 100 năm, đến năm 680, quốc vương Chân Lạp là Jayavarman qua đời. Hoàng hậu Jayadevi lên nắm quyền, nội bộ Chân Lạp bị chia rẽ nghiêm trọng. Trong 30 năm cầm quyền của Hoàng hậu Jayadevi từ 681 đến 713, giới quý tộc, quan lại Chân Lạp nổi lên phản đối mạnh mẽ sự cai trị của Hoàng hậu. Cuối cùng, sau 30 năm, đến năm 713, Hoàng hậu Jayadevi bị Puskaraka, một vương thất Chân Lạp lật đổ. Sau đó, ông tự lập lên ngôi thành tại Sampurpura.
Chính biến cố này đã đẩy Chân Lạp nhanh chóng sụp đổ, vương quốc liên tục bị chia rẽ nghiêm trọng sau khi hoàng hậu Jayadevi bị lật đổ, hình thành hai chính thể là Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. Trong khi phần phía Bắc tách ra khỏi vương quốc, lập lại nước riêng, đất nước Lục Chân Lạp trên mảnh đất khởi nguyên Chân Lạp xưa kia, thì tại phía Nam, vua Puskaraka sau khi lên ngôi đã không thể bình định được tình hình Chân Lạp. Hàng loạt các tiểu quốc, sự tự trị nổi lên, tự lập nước riêng, không nghe lệnh Chân Lạp nữa. Trong khi đó, ở vùng vạn đảo phía Nam xứ Chân Lạp, đế chế Srivijaya đã nổi lên mạnh mẽ, cai trị toàn bộ khu vực. Trước tình hình hỗn loạn tại Chân Lạp, năm 774, đế chế Srivijaya với nòng cốt liên minh Shailendra đã công phá Chân Lạp và chiếm được kinh đô Sambhupura, đẩy Chân Lạp diệt vong. Trong suốt một thế kỷ sau đó, những mảnh vụn của Chân Lạp trở thành chư hầu cho đế chế Srivijaya. Cùng với những xung đột, đối nghịch giữa các vùng đất đã không còn lại dấu vết gì của những đế chế vĩ đại trước kia. Những di chỉ khoa học khai quật được cũng cho thấy có một sự suy giảm đột ngột văn hóa, đặc biệt là chữ viết trong thời gian này, giúp chúng ta mường tượng về một thế kỷ tăm tối diễn ra trên mảnh đất này. Và cũng ngay từ chính đống tro tàn ấy, Phượng Hoàng sẽ được tái sinh, mở ra thời đại hưng thịnh nhất trong lịch sử Campuchia. Năm 790, một quý tộc tại Chân Lạp bị bắt sang làm con tin tại Shailendra là Jayavarmanhai. Nhân cơ hội, nhà Shailendra suy yếu, ông đã vượt biển quay trở về mảnh đất tổ tiên. Tại đây, Jayavarmanhai tuyên bố mình là vua của người Khmer. Ông nhanh chóng xây dựng thế lực và chinh phạt nhiều tiểu quốc khác. Trong những năm sau đó, Jayavarmanhai thu phục được một vùng lãnh thổ rộng lớn, kiến lập lên đế chế Khmer. Ông lên ngôi vào năm 802, xưng làm Chakravartin, vua thiên hạ. Bởi thế, ông không chỉ trở thành một vị vua mà còn khẳng định nền độc lập của vương quốc trước đế chế vạn đảo Srivijaya. Đồng thời, ông còn cho xây dựng kinh đô mới tại Hariharalaya, đặt nền móng cho đế đô Angkor sau này. Jayavarmanhai trị vì đế chế đến năm 834, truy phong hiệu Parameswara, tức chúa tể. Trong suốt thời đại của Jayavarmanhai, vương quốc Khmer phát triển mạnh mẽ. Jayavarmanhai đã mang văn hóa, nghệ thuật vạn đảo Shailendra về cho vương triều Khmer, làm sống dậy cả một nền văn minh trên mảnh đất này. Vương quốc Khmer phát triển cực thịnh và đạt tới sự hùng mạnh của một đế chế vào thế kỷ 12 khi chinh phục một vùng lãnh thổ rộng lớn xung quanh, bao gồm vùng đồng bằng Thái Lan, cao nguyên Lào cùng khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ của Việt Nam ngày nay. Trong thời gian này, công trình Angkor Wat cũng được xây dựng. Trong tiếng Khmer, Angkor nghĩa là thành phố hay kinh đô, còn Wat có nghĩa là đền. Angkor Wat được nghĩa là thành phố đền. Công trình này thờ thần Vishnu và được coi là trung tâm tôn giáo, đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc Khmer. Huy hoàng là vậy, nhưng đế chế vẫn gặp những thất bại lớn khi 5 lần công phá thất bại Đại Việt liên tiếp trong các năm 1128, 1129, 1132, 1138 và 1150. Và đặc biệt nhất là cuộc chiến tranh với Champa năm 1177. Năm 1177, nhân cơ hội bộ Khmer đang tranh chấp quyền kế vị, vua Champa đưa quân tấn công đế đô Angkor của Khmer trong một cuộc binh vận đường thủy chấp nhoáng. Kết quả, Champa giành thắng lợi lớn, Angkor bị cướp phá, đế chế Khmer bị tê liệt. Phải tới 16 năm sau, một hoàng thân Khmer mới đánh đuổi hoàn toàn được Champa và khôi phục lại được đất nước. Ông là Jayavarman VII, vị vua vĩ đại nhất đế chế Khmer từ sau tiền tổ Jayavarman II khởi dựng vương quốc. Ngay sau khi đánh đuổi Champa, Khmer đã tính tới chuyện thôn tính lại mảnh đất này. Năm 1190, vua Jayavarman VII cử một đạo quân lớn sang tấn công Champa và biến Champa trở thành một tỉnh của Khmer trong một thời gian dài.
Những năm sau đó, Jaya và Man Bảy lãnh đạo Khmer chinh phạt cả vương quốc Hariphanchai, miền Bắc Thái Lan, đánh chiếm luôn cả một vùng rộng lớn tại bán đảo Mã Lai, xây dựng lên thời đại Khmer cường thịnh. Vua Jaya và Man Bảy được coi là vị hoàng đế vĩ đại cuối cùng của Khmer, không chỉ vì những chiến tích mà ông còn là người thống nhất tâm thức Khmer. Ông cho xây dựng kinh đô mới Angkor Thom thay cho đế đô đã bị người Champa tàn phá. Angkor Thom nghĩa là thành phố vĩ đại. Tại trung tâm Angkor Thom, nhà vua, một Phật tử đã cho xây dựng bảo tháp với hình dạng khuôn mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát, kết hợp với những công trình đền, tháp, kênh rạch, tạo nên một công trình kỳ vĩ là đỉnh cao của đế chế Khmer. Sau thời vua Jaya và Man Bảy, đế chế Khmer còn tấn công Đại Việt thêm 3 lần nữa vào các năm 1207, 1216 và 1218, nhưng đều không thành công. Đến sau năm 1218, Đại Việt không còn thấy quân Khmer quay trở lại nữa. Hơn thế nữa, năm 1220, đế quốc Khmer còn cho lui quân từ bỏ Champa mà không có một cuộc biến động lớn nào tại Champa cả. Tất cả đã báo hiệu sự suy tàn của đế chế. Ở phía Tây, người Thái nổi dậy, tách ra khỏi Khmer, thành lập vương quốc Sukhothai. Người Thái vươn mình trở thành đối thủ chính của Khmer tại khu vực. Trong những năm tiếp theo, đế chế Khmer tuột dốc không phanh và đứng trước nguy cơ diệt vong khi người Mông Cổ tiến đến khu vực, buộc đế chế Khmer phải chiều cống, thần phục và chấp nhận sự độc lập của vương quốc Vạn Tượng. Thiên tai, hạn hán, lũ lụt cùng hệ thống thủy lợi thoái hóa đẩy mùa màng thất bát càng làm đế quốc suy sụp hơn. Trong khoảng thời gian sau đó, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 là giai đoạn đế chế Khmer bị thu hẹp đất đai, suy tàn nhanh chóng và biến mất trên bản đồ. Tại phía Tây, Khmer liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của Vương quốc Thái Ayutthaya. Trong 200 năm sau khi giành độc lập, đối thủ chính của người Khmer là người Thái đã lớn mạnh. Vương quốc Ayutthaya được kiến lập và người Thái mở nhiều chiến dịch tấn công Khmer. Cuối cùng, năm 1431, đế chế Khmer thất thủ, kinh đô Angkor bị tàn phá. Các vua Khmer phải chuyển kinh đô về Long Vách, vùng đông nam Tôn Lê Sáp, bám trụ dọc theo lưu vực sông Mekong, tạo ra một thời kỳ ổn định ngắn cho người Khmer. Tuy nhiên, vào năm 1594, người Thái Ayutthaya lại tấn công và tàn phá kinh đô Long Vách. Sự sụp đổ của Long Vách đã đánh dấu một bước ngoặt lớn. Từ nay về sau, vương quốc sẽ không bao giờ gượng dậy, huy hoàng như trước nữa. Bước sang thế kỷ 17, Cao Miên có sự ổn định trở lại khi định đô tại Âu Đoan. Các vua Cao Miên mở rộng quan hệ với người láng giềng mới tại phía đông là các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, nhằm cân bằng ảnh hưởng từ vương quốc Ayutthaya tại Thái Lan. Tuy nhiên, từ giữa thế kỷ 17 trở đi, Cao Miên trở nên suy yếu trầm trọng trước hai người láng giềng hùng mạnh. Cao Miên không thể duy trì như một vùng đệm cân bằng hai thế lực nữa. Sự định cư của người Việt tại đồng bằng sông Cửu Long từ đầu thế kỷ 17 đã dẫn tới việc các chúa Nguyễn sát nhập hoàn toàn vùng đất này vào năm 1757. Trong khi đó, ở phía Tây, khu vực Bát Tam Bang, Siem Reap cũng nhập vào lãnh thổ Siem La. Thế kỷ 18 chứng kiến cả người Thái Siem La lẫn người Việt Đàng Trong ra sức can thiệp vào nội bộ Cao Miên, tìm mọi cách đưa người của mình lên làm vua. Cao Miên lần lượt trở thành phiên thuộc của Siem La, rồi Đại Nam và cuối cùng trở thành phiên thuộc của cả hai. Đến nửa cuối thế kỷ 19, Đông Nam Á rơi vào cảnh đô hộ của các nước thực dân phương Tây. Tại Đại Nam năm 1863, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông. Ngay lập tức, năm 1863, Cao Miên ký hiệp ước với Pháp để thiết lập quyền bảo hộ của Pháp tại xứ Cao Miên, dựa vào Pháp để thoát khỏi sự kìm kẹp của Siem La và Đại Nam. Sang năm 1867, Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây của Đại Nam, hoàn toàn công cuộc thu đoạt lục tỉnh Nam Bộ của Đại Nam. Sau đó, Cao Miên được xác nhập vào Liên bang Đông Dương thuộc Pháp.
Còn tại phía Tây, năm 1906, Pháp đánh Xiêm La, buộc Xiêm La phải trả các vùng chiếm đóng từ xứ Cao Miên trước đó là Bát Tam Bang, Xiêm Riệp, Miên Chay và Ô Đơ. Bước vào chiến tranh thế giới thứ hai, Cao Miên trong khối Đông Dương bị quân Nhật chiếm đóng đến năm 1945 thì quay trở lại với Pháp. Sang năm 1946, Cao Miên được trao quyền tự chủ thuộc Pháp và chế độ bảo hộ được bãi bỏ 3 năm sau đó vào năm 1949. Năm 1953, cùng với những chiến thắng của Việt Nam trước Pháp, Campuchia được độc lập vào ngày 9 tháng 11. Sau Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, trong thập kỷ 1950, Campuchia đi theo con đường trung lập, không can dự vào các cuộc xung đột trong khu vực. Tuy nhiên, thời kỳ này, chính phủ Campuchia xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khối xã hội chủ nghĩa hơn, nhận viện trợ từ cả Liên Xô và Trung Quốc, đồng thời giúp đỡ quân giải phóng Việt Nam. Sang thập kỷ 1960, trước những diễn biến leo thang tại Việt Nam, Campuchia cũng trở thành một chiến trường quan trọng cho cả hai bên, khiến tình hình tại đây trở nên căng thẳng. Cuối cùng, những tác động đó đã đẩy Campuchia rơi vào cuộc chiến. Đến tháng 3 năm 1970, chính phủ bị lật đổ, chế độ quân chủ bị bãi bỏ, Cộng hòa Khmer được ra đời, chính phủ mới này có quan hệ tốt đẹp với khối tư bản chủ nghĩa và được trực tiếp Hoa Kỳ ủng hộ, đánh dấu nội chiến Campuchia bùng nổ. Sang năm 1975, cùng với chiến thắng tại Việt Nam, những tưởng Campuchia sẽ được hòa bình khi Campuchia Dân Chủ được ra đời. Nhưng trái ngược hoàn toàn với Việt Nam, tại Campuchia Dân Chủ, cuộc sống trở nên rất ngặt nghèo. Những tàn tích của xã hội cũ buộc phải xóa bỏ, ngay cả đạo Phật hay đạo Thiên Chúa đều bị đàn áp và xã hội sẽ được thanh lọc. Khoảng thời gian từ 1975 đến 1979 đã được chứng kiến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người bỏ mạng bởi chính quyền tự xưng là dân chủ này, chính quyền Khmer Đỏ. Quan hệ của Campuchia với hai nước láng giềng là Thái Lan và Việt Nam cũng trở nên xấu đi nhanh chóng. Các cuộc xung đột thường xuyên nổ ra ở biên giới hai nước. Những cuộc xung đột này ngày càng trở nên tồi tệ khi quân Khmer Đỏ thường xuyên tiến sâu vào biên giới, đột kích, giết phá người dân Việt Nam. Tháng 12 năm 1977, Khmer Đỏ tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sang năm 1978, họ đưa quân sang đánh sâu vào biên giới Việt Nam 30 km, giết chóc, rồi rút đi khi gặp sự phản công của quân đội Việt Nam. Trước tình hình đó, tháng 12 năm 1978, được sự ủng hộ của Việt Nam, mặt trận Campuchia Thống Nhất Bảo Vệ Quốc gia được ra đời. Đây là tập hợp những cán bộ, người dân Campuchia trốn thoát khỏi nạn diệt chủng, chạy sang nương nhờ Việt Nam. Ngay trong tháng 12 đó, Việt Nam mở cuộc tấn công vào các lực lượng Khmer Đỏ tại Campuchia, đưa người dân tại đây thoát khỏi nạn diệt chủng. Sau khi đánh bại Khmer Đỏ, được sự giúp đỡ của Việt Nam, ngày 8 tháng 1 năm 1979, Hội đồng Nhân dân Cách mạng nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia được ra đời. Tuy nhiên, lực lượng tàn dư Khmer Đỏ vẫn còn và Campuchia chưa thể tự bảo vệ, cũng như xã hội Campuchia cũng cần được giúp đỡ để phục hồi sau kiếp nạn. Vì vậy, các lực lượng Việt Nam đóng tại Campuchia thêm 10 năm nữa và trở về vào năm 1989, kết thúc nghĩa vụ thiêng liêng. Đến năm 1993, trong cuộc bầu cử do Liên Hợp Quốc bảo trợ, 90% người dân Campuchia đã đi bỏ phiếu bầu cử. Quốc hội được thành lập và thông qua hiến pháp. Theo đó, Campuchia sẽ là một quốc gia đi theo con đường quân chủ lập hiến, tự do và trung lập. Vương quốc Campuchia được khôi phục hoàn toàn và đi trên con đường phát triển trong thế kỷ mới. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lịch sử đất nước Thái Lan, xứ sở Chùa Vàng.
Thái Lan, tên đầy đủ là Vương quốc Thái Lan, là một quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến, với vua trị vì cùng quốc hội và chính phủ điều hành đất nước. Lịch sử trên mảnh đất Thái Lan được bắt đầu từ rất sớm, với các nền văn minh cổ đại đã được chứng minh có sớm hơn nền văn minh Lưỡng Hà, một trong những cái nôi của loài người. Nền văn hóa bản địa rực rỡ này phát triển dọc theo đồng bằng Chao Phraya và thuộc về những người Môn Khmer với chính thể Dravati, Hari Phunchai hay Lavo, thần các vương quốc Chân Lạp và Khmer sau này. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 7, làn sóng di cư của khối dân tộc Nam Chiếu từ Vân Nam xuống Đông Nam Á đã làm biến đổi cấu trúc dân cư, xã hội sâu sắc tại mảnh đất này. Nhóm người Thái tiến đến khu vực và dần dần chiếm lĩnh, trở thành chủ nhân tại đây. Mặc dù vậy, trong thời gian đầu, những người Thái phải chịu thần phục các vương triều Khmer. Cũng trong khoảng thời gian này, văn hóa Khmer ảnh hưởng sâu sắc và trở thành bản sắc mới của các dân tộc Thái. Người Thái chịu cảnh chư hầu suốt nhiều thế kỷ, mãi cho đến năm 1253, sau khi đại đế chế Mông Cổ diệt vương quốc Đại Lý ở Vân Nam đã tiến xuống thu phục các tiểu quốc Đông Nam Á, trong đó có vương quốc Khmer. Cuối cùng, để tránh họa diệt vong, Khmer thần phục Mông Cổ. Điều này làm vị thế của vương quốc Khmer giảm sút nghiêm trọng trong khu vực. Cùng với những bất ổn nội bộ, Khmer không thể quản lý được các vùng đất chư hầu của mình nữa. Cộng thêm làn sóng chạy nạn ồ ạt của các dân tộc Thái, tất cả đã giúp các vương quốc Thái, Lào được khai sinh trong thời gian này. Lần lượt các quốc gia sụ khổ thay, Lan Na, Muông Xua được kiến lập. Với vương quốc Lan Na đứng chân tại miền Bắc, còn Su Khổ Thay định đô tại miền Trung và miền Nam Thái Lan hiện nay. Hiện nay, trong khi Lan Na được coi là một vương triều thịnh đạt nhưng đã biến mất, thì vương quốc Su Khổ Thay miền Nam được tôn vinh là triều khởi đầu cho lịch sử Thái Lan. Danh từ Su Khổ Thay trong tiếng Thái có nghĩa là bình minh hạnh phúc. Thời đại Su Khổ Thay là thời kỳ vàng son của người Thái, người dân được sống tự do, hạnh phúc trong một đất nước thanh bình, sùng Phật giáo. Trước đó họ phải trải qua nhiều chuyến di cư khổ nạn, sau đó đến được đồng bằng Thái thì tiếp tục chịu sự kiểm soát của vương triều Khmer. Vào thời điểm này, người Khmer thường bắt người Thái làm lính hoặc nô lệ cho họ. Mãi đến những thế kỷ sau này, khi người Khmer suy yếu, người Thái mới có cơ hội vùng lên. Trong khoảng thời gian đầu thế kỷ 13, vị anh hùng dân tộc Thái là Phô Khốn Bang Klang Háo đã nổi lên, dẫn dắt người dân đánh đổ ách thống trị Khmer. Ông xưng hiệu Sin Thrathit thành lập vương quốc Su Khổ Thay năm 1238. Mặc dù có hàng loạt các vương quốc Thái Lào khác được thành lập trong khoảng thời gian này, nhưng vương quốc Su Khổ Thay với sự thịnh vượng của mình vẫn luôn được coi là vương quốc độc lập đầu tiên trong lịch sử Thái Lan. Với người Thái, vua Sri Indrathit được coi như một người cha đã dẫn dắt dân tộc đi trên con đường yên vui. Đến thời vua Phô Khốn Ram Khan Hưng, con trai thứ hai của vị vua Sri Indrathit, lãnh thổ vương quốc được mở rộng thêm 10 lần thông qua một loạt các liên minh với các vương quốc người Thái khác. Trong đó, Su Khổ Thay giữ vai trò minh chủ, hình thành chế độ Mandala trên đất Thái. Tầm ảnh hưởng của Su Khổ Thay trải dài từ đất Luang Pha Bang, Lào ở phía đông đến miền nam xứ Miến Điện ở phía tây, xuyên qua đồng bằng Thái Chao Phraya đến tận bán đảo Mã Lai ở phía nam. Dưới thời vua Ram Khang Hưng, Su Khổ Thay trải qua thời kỳ hoàng kim và thịnh vượng. Người Thái đã không còn e sợ Khmer nữa, thậm chí sau này họ đã trở thành nỗi ác mộng với người Khmer. Vương quốc cũng được công nhận từ Mông Cổ và giao thương với các nước được hanh thông. Vua Ram Khang Hưng còn là người sáng tạo ra bảng chữ cái đầu tiên của người Thái với sự kết hợp chữ ký Khmer với phát âm của người Thái. Bộ chữ viết mới này được vua áp dụng từ năm 1292 trong các sắc chỉ của vua. Theo đó, Su Khổ Thay được mô tả là một xứ đất phì nhiêu, đồ ăn dư thừa, người dân được tự do buôn bán và cả nước cấm chế độ nô lệ. Mọi người được bình đẳng, thời đại Su Khổ Thay là giai đoạn thuần túy và đẹp nhất của nền văn hóa Thái Lan. Sự yên vui của đất nước cùng những tư tưởng Phật giáo được phát triển rộng rãi đã dần trở thành nếp sống của người dân Thái. Sau thời đại vua Ram Khang Hưng, các vị vua Su Khổ Thay đều chuyên tâm trong đạo Phật, xa rời thế tục.
Vì vậy, vai trò của Sukhothai trong liên minh bị suy giảm dần. Các vương quốc khác dần tách ra độc lập và không nghe lệnh của Sukhothai nữa. Cuối cùng, vương quốc Ayutthaya tại phương Nam đã vươn lên mạnh mẽ và trở thành kẻ đứng đầu. Năm 1378, Ayutthaya buộc vua Dhammaraja II của Sukhothai phải thần phục. Vương quốc Sukhothai bị giảm xuống làm chư hầu trong hệ thống Mandala Thái, nhường lại ngôi vị cho vương triều Ayutthaya. Về phía Ayutthaya, vương quốc này đã xuất hiện từ đời vua Lothay, vị vua thứ ba của Sukhothai. Ayutthaya đứng chân trên địa bàn phía nam của đồng bằng Thái Chao-phraya với thủ phủ là thành Ayutthaya. Với vị trí nằm ở ngã ba sông Chao-phraya, Lopburi cùng Pasat lại nằm cách không xa biển, trên một đồng bằng phì nhiêu, Ayutthaya nhanh chóng phát triển và đạt được sự hưng thịnh. Chỉ trong vòng 30 năm từ khi lập quốc từ năm 1350 dưới thời vua Ramathibodi, đến năm 1378, vương triều vươn lên mạnh mẽ, lật đổ các vua Sukhothai và tranh quyền thống trị Mandala Thái. Vương triều Ayutthaya tồn tại được hơn 400 năm đã đánh dấu những biến chuyển sâu sắc, đưa người Thái trở thành một trong những thế lực hùng mạnh nhất khu vực. Những năm tháng đầu tiên trong thế kỷ 14, Ayutthaya tăng cường hệ thống liên minh, khẳng định vị thế thông qua hàng loạt các cuộc chinh phạt, chiêu hàng các tiểu quốc nhỏ hơn. Thời kỳ này cũng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa Ấn Độ, đất nước đi theo Phật giáo, Thượng Bộ Tích Lan. Chữ viết trong hoàng tộc được ấn định là chữ Pali, ngôn ngữ của các kinh điển Phật giáo. Các đạo luật của vương quốc cũng được xây dựng trên sự kết hợp của luật tục Thái và Ấn Độ. Thậm chí, chính tên Ayutthaya cũng được vị vua sáng lập Ramathibodi lấy trong Sử thi Ấn Độ. Bước sang thế kỷ 15, khi vương triều đã vững chắc, Ayutthaya bắt đầu bành trướng ảnh hưởng của mình ra toàn khu vực. Trong khi tại phía Tây, người Thái bị chặn lại bởi người Miến, thì tại các khu vực khác, Ayutthaya nhanh chóng khẳng định vị thế của mình. Tại phía Bắc, Ayutthaya tiến hành chinh phạt vương quốc Lan Na, một vương quốc người Thái khác, đồng thời mở rộng phạm vi ảnh hưởng với các dân tộc Lào bên bờ sông Mekong. Còn tại phía Nam, Ayutthaya cũng cố gắng hướng về bán đảo Mã Lai, xâm chiếm các mảnh đất tại đây với trọng điểm là hồi quốc Malacca, trung tâm thương mại hàng hải của khu vực. Tuy nhiên, người Thái cũng chỉ thiết lập quyền kiểm soát đến biên giới Malacca vì hồi quốc này được cả thế giới Ả Rập cùng Đại Minh Đế quốc bảo trợ. Trong khi đó, tại phía Đông, chiếm công lớn nhất của người Thái được thực hiện khi Ayutthaya công phá đế chế Khmer, một trong những thế lực lớn nhất trong khu vực lúc bấy giờ. Đến cuối thế kỷ 15, Ayutthaya đã tiến đến và nhiều lần đánh chiếm đế đô Angkor của Khmer, khẳng định vị thế mới trong khu vực của mình. Tuy vậy, mặc dù bị Ayutthaya công hạ, nhưng nền văn hóa Khmer lại ảnh hưởng sâu sắc đến Ayutthaya thời kỳ này. Những tác phẩm nghệ thuật, tù binh Khmer bị Ayutthaya chiếm về là một trong những tác nhân chính của việc này. Đồng thời, sau khi các cuộc chinh phạt mở mang bờ cõi, tư tưởng của các vua Ayutthaya cũng đã đổi khác. Tự trị vì một đất nước yên vui, tự do mới thoát khỏi ách nô lệ thời Sukhothai. Đến thời đại Ayutthaya hùng mạnh, các vị vua không chỉ còn là vua mà đã tiến lên trở thành các vị thần. Tư tưởng Khmer được phổ biến trong triều đình Ayutthaya và các nghi lễ trọng đại, ngôn ngữ Khmer cũng được du nhập và trở thành chính thống trong hoàng tộc. Sau khi đạt cực thịnh với những chiến thắng huy hoàng vào thế kỷ 15, thì bước sang các thế kỷ tiếp theo, vương triều Ayutthaya rơi vào vòng xoáy của một cuộc chiến khác, một cuộc chiến khốc liệt chưa từng có đối với người Thái. Tại phía Tây, các Mandala Miến nổi lên mạnh mẽ, uy hiếp đến toàn khu vực. Trong đó mục tiêu trước tiên là các vương quốc Thái với Lan Na ở phía Bắc và Ayutthaya ở phía Nam, dẫn đến cuộc chiến tranh Miến Thái kéo dài gần 200 năm giữa hai Mandala lớn nhất khu vực. Trước đó, trước thế kỷ 16 đã không có sự tranh chấp nào giữa hai đại Mandala này. Mandala Miến cai trị vùng lãnh thổ phía nhiêu tại lưu vực sông Irrawaddy, còn Mandala Thái cũng cai trị vùng đồng bằng Thái Chao Phraya giàu có không kém.
Nhưng đến thế kỷ 16, với sự phát triển của cả người Miến lẫn người Thái, sự xung đột nổ ra là không thể tránh khỏi. Trong suốt giai đoạn hơn 200 năm, từ năm 1538 đến 1792 đã nổ ra 8 cuộc chiến tranh giữa Ayutthaya với các vương triều Miến Điện. Mặc dù nhiều lần đẩy lùi quân Miến khỏi lãnh thổ, nhưng người Thái vẫn chịu tổn thương nặng nề. Trong đó, cuộc chiến lần thứ hai diễn ra từ năm 1546 đến 1569 đã chứng kiến nỗi khiếp sợ của người Thái. Khi vị vua khét tiếng Bayin Naung của triều Tango Miến Điện đánh hạ kinh đô Thái Ayutthaya. Ayutthaya bị khuất phục, Miến Điện tràn vào cướp phá và bắt hàng ngàn người Thái về Miến Điện. Trong đó có hoàng tử Nareswan, vị anh hùng dân tộc Thái thời kỳ này. Thời gian bị bắt làm con tin ở Miến Điện, hoàng tử Nareswan đã tập trung nghiên cứu hệ thống quân đội người Miến, đồng thời tìm hiểu xã hội Miến Điện lúc bấy giờ. Sau 6 năm tại Miến Điện, ông trở về Ayutthaya lãnh đạo người Thái nổi dậy chống quân Miến. Sau nhiều trận chiến ác liệt, đặc biệt là cuộc tấn công lần thứ 3 của quân Miến vào Ayutthaya trong suốt 10 năm từ năm 1584 đến 1594, hoàng tử Nareswan giành thắng lợi lớn, buộc quân Miến phải rút chạy về nước. Thậm chí sau đó, ông còn điều quân tiến sang đánh kinh đô Pegu của người Miến, nhưng không thành công. Đây cũng là lần duy nhất người Thái có thể tiến đến kinh đô xứ Miến. Tuy vậy, cuộc chiến khốc liệt vẫn nổ ra trong suốt khoảng thời gian sau đó. Cuối cùng, đến cuộc tấn công lần thứ 5 năm 1767, quân Miến Điện dưới triều Khôn Baung đã đánh sập hoàn toàn Ayutthaya. Năm 1767, sau 3 năm kháng cự, Ayutthaya tan vỡ, kinh đô Ayutthaya thất thủ. Quân Miến thẳng tay chém giết, cướp phá, bắt bớ tù binh. Sau trận chiến này, vương quốc Ayutthaya chỉ còn là một đống gạch vỡ, vương triều Ayutthaya hơn 400 năm đến đây thì diệt vong. Có lẽ, sau sự sụp đổ của Ayutthaya, mảnh đất Thái sẽ rơi vào tay người Miến nếu không có cuộc tấn công của quân Thanh và Miến Điện. Trước đó, khi quân Miến còn đang tác chiến tại đất Thái, thì tại biên giới Miến Điện, Đại Thanh, Càn Long Đế sai lục Doanh Vân Nam tiến xuống đánh Miến Điện liên tiếp trong 2 năm 1765 và 1766 nhưng không thành công. Sang năm 1767, ngày càng lo trước một Miến Điện hùng mạnh, Đại Thanh huy động lực lượng Bát Kỳ làm chủ lực kéo xuống tấn công xứ Miến. Vì vậy, quân Miến phải rút khỏi Ayutthaya về kháng đại quân Thanh. Người Thái thoát khỏi ách nô lệ một cách thần kỳ như thế. Sau khi vương triều Ayutthaya sụp đổ, các thế lực quân phiệt nổi lên khắp nơi. Trong số đó có Taksin, một vị tướng gốc Hoa trong quân đội. Năm 1767, trong khi kinh đô Ayutthaya thất thủ, Taksin dẫn bộ hạ phá vòng vây quân Miến chạy về Chantaburi bên bờ biển Vịnh Thái Lan. 7 tháng sau khi tập hợp được lực lượng, Taksin tiến về giải phóng kinh đô Ayutthaya. Quân Miến kháng cự yếu ớt rồi rút khỏi hẳn. Mặc dù chiếm lại được kinh đô, nhưng thành Ayutthaya bị đốt thành tro bụi nên Taksin rời đô về thành Thonburi, tiền thân của thành phố Bangkok. Ông lên ngôi vua và tiếp tục lấy hiệu Ayutthaya, nhưng Ayutthaya chỉ còn là tro tàn nên sau này triều đại của Taksin thường được lấy tên là triều đại Thonburi, nơi ông định đô lên ngôi. Sau khi kiến thiết vương triều mới, trong khoảng thời gian đó, Taksin đã nhiều lần đánh bại các cuộc xâm lấn tiếp theo của người Miến, cũng như chinh phục các vùng lãnh thổ khác trên đất Thái, đặc biệt là vương quốc Lan Na, thống nhất mãi mãi hai vương quốc Thái, phương Bắc và phương Nam, kiến dựng cương vực lãnh thổ gần như hiện nay. Không những thế, Taksin còn mở rộng tầm ảnh hưởng của người Thái về phía đông. Ông thôn tính các tiểu quốc Lào đang chia rẽ và tiến sang thu nạp xứ Cao Miên. Đáng tiếc cho vua Taksin, mặc dù có công lao lớn nhưng sau này lịch sử vẫn luôn nhìn nhận ông như một kẻ điên. Năm 1782, một cuộc đảo chính lật đổ nhà vua nổ ra với lý do vua Taksin bị mắc bệnh hoang tưởng và trở thành một kẻ tàn bạo. Kết quả, tướng Chaupraya Chakri được quân đội tôn lên làm vua mới. Trước đó, ông được biết đến như một vị đại tướng quân lừng lẫy khi đã cùng vua Taksin đánh bại quân Miến, chinh phục Lào và Cao Miên.
Ông nắm giữ danh hiệu Chao Phraya trong 10 năm, một danh hiệu cao quý để chỉ những chiến tướng vĩ đại của người Thái. Năm 1782, Chao Phraya Chakri lên ngôi lấy hiệu Ramathip Bodhi, tên vị vua huyền thoại khai sinh Ayutthaya, đến đời sau thường gọi ông là Rama I. Vua Chakri mở ra vương triều mới, vương triều Chakri, trị vì Thái Lan đến tận ngày nay. Trong thời gian trị vì, Rama I chú trọng xây dựng các vùng lãnh thổ của mình. Về đối nội, ông mở rộng kinh đô mới từ Thumri lên Bangkok, sau này là Bangkok, củng cố đất nước. Đồng thời kiên quyết đánh trả quân Miến ở phía Tây và hòa hiếu với các chúa Nguyễn Đảng Trong ở phía Đông. Cũng trong thời đại của mình, chính vua Rama I là người cưu mang chúa Nguyễn Phúc Ánh và cho quân Xiêm tiến chiếm đồng bằng sông Cửu Long, nhưng nhận thất bại lớn trước nhà Tây Sơn Đại Việt trong trận Rạch Cẩm Xoài Mút. Vua Rama I mất năm 1809, kế vị là vua Rama II. Trong 15 năm tiếp theo, dưới sự trị vì của vua Rama II, Xiêm La là một đất nước hòa bình ổn định và có quan hệ rất tốt với Việt Nam của vua Gia Long Nguyễn Ánh. Tuy nhiên, sau thời của hai vị vua này, đến thời Xiêm La của vua Rama III và Đại Nam của Minh Mạng, hai nước nhanh chóng trở mặt thành thù vì những tranh chấp tại Lào và đặc biệt là tại Cao Miên. Trong những năm sau đó, Xiêm La tiếp tục đưa quân đánh đồng bằng sông Cửu Long của Đại Nam trong các năm 1833, 1834 và 1841 đến 1842. Nhưng cũng giống trận Rạch Cẩm Xoài Mút xưa kia, quân Xiêm đều thất trận và bị quân Nguyễn truy kích đến Cao Miên. Xứ Cao Miên từ đó trở thành chiến trường giữa hai bên, đỉnh điểm là cuộc chiến tranh Xiêm Việt từ 1841 đến 1845. Cuối cùng, hai bên đều đồng ý đình chiến và ký hiệp định năm 1847 cùng bảo hộ xứ Cao Miên. Hai bên gác lại chiến tranh vì lúc này cả Xiêm và Đại Nam đều đang đứng trước nguy cơ bị các nước phương Tây đô hộ. Cuối cùng, Đại Nam bị người Pháp chiếm đóng. Hơn thế nữa, tại phía Tây của Xiêm, xứ Miến Điện cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của người Anh. Bị kẹp giữa hai thế lực, Xiêm đứng trước sự lựa chọn của số phận. Trong khi Pháp đòi hỏi lãnh thổ của Xiêm với các vùng đất của Lào và Cao Miên mà Xiêm đã chiếm, thì người Anh đòi hỏi nhiều hơn về kinh tế tại Xiêm, cộng thêm một số vùng phía Nam để Anh nhập vào xứ Miến thuộc Anh. Đứng trước quyết định lịch sử ấy, ban đầu Xiêm La dưới quyền trị vì của Rama III cũng giống các vị quân vương khác. Ông thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, chỉ giao thương với Đại Thanh, bám víu vào vương triều phong kiến lớn nhất châu Á lúc bấy giờ. Nhưng rất may cho Xiêm La, các vị vua sau này như Rama IV hay vua Rama V đều có thái độ cởi mở hơn với phương Tây và sẵn sàng tiếp thu những tiến bộ thời đại. Xiêm La nhận định rằng trong khi Pháp thích chiếm lãnh thổ xây dựng đế chế thuộc địa thì người Anh dễ chịu hơn, họ thích chiếm quyền kinh tế, thương mại hơn là lãnh thổ. Cuối cùng, Xiêm có phần nghiêng về người Anh hơn, mặc dù vẫn nhượng bộ rất nhiều cho Pháp. Kết quả, Xiêm La giữ được quyền độc lập của mình, mặc cho phải hứng chịu những tổn thất nặng nề do những hiệp định không cân xứng từ cả Anh và Pháp. Xiêm La sẽ được vùng đệm giữa xứ Miến thuộc Anh và Đông Dương thuộc Pháp với cái giá Xiêm phải cắt hơn 350.000 km2 diện tích lãnh thổ. Phần lãnh thổ tương đương với diện tích Việt Nam hiện nay, khiến lãnh thổ Thái Lan hiện nay chỉ còn khoảng 60% diện tích lãnh thổ Xiêm La thời cực thịnh. Trong những năm sau đó, các vị vua Rama ra sức xây dựng đất nước nhằm đưa Xiêm dần thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Pháp và Anh, như cải cách đất nước đi theo chế độ quân chủ lập hiến, đổi tên đất nước thành Thái Lan Dân Chủ, tiến bộ hơn. Nhưng bất chấp những nỗ lực ấy, Thái Lan vẫn luôn phải chịu chấp nhận những đối xử không tương xứng từ Anh và Pháp. Đến chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật hất cẳng Pháp và Anh tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, Thái Lan trở thành đồng minh của Nhật, cho phép Nhật sử dụng lãnh thổ trong các chiến dịch quân sự, thậm chí Thái Lan còn xô quân đánh Pháp để chiếm các vùng lãnh thổ đã mất tại Đông Dương. Chính điều này đã khiến Thái Lan nhận những chỉ trích nặng nề từ Anh và Pháp sau chiến tranh, nhưng lần này Thái Lan lại được sự bảo trợ của Hoa Kỳ nên tình hình được dịu xuống. Hoa Kỳ trở thành đồng minh quan trọng nhất của Thái Lan thời hậu chiến tranh thế giới thứ hai.
Trong những năm sau đó của thế kỷ 20, những lợi ích của Thái Lan gắn chặt với Hoa Kỳ và đất nước phụ thuộc vào tình hình tại Đông Nam Á. Chính vì vậy, nền chính trị của đất nước rất không ổn định và thường được điều hành bởi các tập đoàn quân sự. Cho tới hiện nay, Thái Lan vẫn là một trong những nước không ổn định nhất trong khu vực bởi các đảng phái và các vấn đề lãnh thổ tôn giáo. Trái ngược với những bất ổn trong chính trường Thái Lan, ngày nay, các vua Rama mặc dù đã không còn nắm thực quyền nhưng đã trở thành biểu tượng, niềm tự hào và là nhân vật đáng kính nhất đối với dân chúng Thái Lan. Tiêu biểu là vua Rama IX, ông trị vì 70 năm từ năm 1946 đến khi qua đời năm 2016. Cùng người dân vượt qua những cam qua khổ nạn trong suốt 70 năm đầy biến cố. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu lịch sử hình thành đất nước Myanmar, đế chế Miến Điện huy hoàng. Myanmar là một quốc gia nằm ở cực Tây của Đông Nam Á, giáp Ấn Độ ở phía Tây, Trung Quốc ở mạn Bắc và Thái Lan ở sườn Đông. Myanmar có lịch sử phát triển lâu dài và rực rỡ với các triều đại Miến Điện Hùng cứ một vương. Tuy nhiên, chủ nhân của các vương triều Miến Điện Hùng mạnh là người Miến, họ không phải là cư dân bản địa tại đây. Những người Miến mới chỉ di cư xuống đồng bằng sông Irrawaddy vào khoảng thế kỷ thứ 9, xây dựng nên các đế chế của mình. Hiện nay, người Miến là nhóm dân tộc chủ đạo, chiếm 68% dân số của Myanmar. Trước khi có sự xuất hiện của người Miến, vùng đất Myanmar được chia làm hai phần. Phần phía nam, hạ lưu sông Irrawaddy giáp với biển là nơi sinh sống của người Môn. Những người từ vùng văn hóa Môn tại Harippunchai và Dravati thuộc đất Thái Lan ngày nay. Người Môn đã định cư và xây dựng lên Vương quốc Tha Tôn ở phía nam Myanmar. Theo truyền thuyết, Vương quốc Tha Tôn được thành lập vào thời của Đức Phật Thích Ca, nghĩa là vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Vương quốc là cầu nối trên đất liền giữa Ấn Độ và Đông Nam Á, vì vậy văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng sâu sắc tới vương quốc này. Tha Tôn, tên vương quốc là theo cách gọi của người Miến sau này, còn theo tiếng Môn, tên vương quốc là Sahum, có nguồn gốc từ Suhamapura trong tiếng Ali Ấn Độ, nghĩa là ngôi nhà của Thượng Đế. Vương quốc và cả một vùng duyên hải này cũng là được người Ấn gọi là Suvarnabhumi, nghĩa là đất vàng. Trong khi người Môn dựng lên vương quốc Tha Tôn thịnh vượng ở phía nam, thì tại phía bắc Myanmar, người Phiêu tại Vân Nam cũng di cư đến đây. Họ làm chủ cả vùng Bắc và Trung Myanmar hiện nay. Trong khoảng thế kỷ 1 trước công nguyên, người Phiêu đã xây dựng lên các tiểu quốc của mình. Thời gian này cũng chứng kiến sự phát triển của thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ theo tuyến đường qua Myanmar. Các tiểu quốc Phiêu nhanh chóng phát triển phồn vinh. Theo các sứ giả Trung Hoa thời đó, có tới 18 vương quốc người Phiêu và các ghi chép cũng mô tả người Phiêu là một dân tộc hòa bình, họ có một cuộc sống sung túc và yên vui. Giữa các nước Phiêu, gần như không có chiến tranh và tranh chấp thường được hòa giải bằng các cuộc tỉ thí tay đôi. Người Phiêu theo đạo Phật, tất cả trẻ em được đưa vào giáo dục trong các tu viện từ khi 7 tuổi đến hết 20 tuổi. Trên thực tế, vương quốc Phiêu không bao giờ thống nhất thành một mà theo chế độ minh chủ. Những vương quốc mạnh nhất sẽ được các vương quốc nhỏ hơn thần phục và cống nạp. Sự giàu có của các tiểu quốc Phiêu dẫn đến việc họ thường xuyên bị vương triều Nam Chiếu nhòm ngó. Cuối cùng vào thế kỷ thứ 9, quân Nam Chiếu đánh hạ hoàn toàn các tiểu quốc Phiêu và cướp phá tan hoang vùng đất giàu có này. Các tiểu quốc Phiêu tan rã từ đó. Trước sự suy giảm quyền lực của người Phiêu trong khu vực, người Miến từ các cao nguyên Vân Nam, Tây Tạng di cư xuống miền Bắc Myanmar và dần chiếm ưu thế, trở thành dân tộc chủ đạo trong khu vực. Tại đây, người Miến lập ra vương quốc riêng của mình với trung tâm tại Pagan, khởi đầu lên đế chế Miến Điện. Lịch sử vương triều Pagan được bắt đầu vào năm 849 khi thành Pagan được người Miến xây dựng.
Trong khoảng 200 năm tiếp theo, Pagan dần dần lớn mạnh và thâu tóm các khu vực lân cận, thống nhất miền Bắc và Trung Myanmar. Năm 1057, vua Anawaha tiến xuống phía Nam, chinh phục vương quốc Tha Tôn của người Môn, lần đầu tiên thống nhất đồng bằng sông Irrawaddy. Những năm sau đó, chứng kiến Pagan thực hiện công cuộc chinh phục các lãnh thổ mới. Pagan mở rộng tầm ảnh hưởng về bán đảo Mã Lai ở phía Nam, về phía Đông tới tận sông Thanwin, phía Bắc tới biên giới Myanmar, Trung Quốc hiện nay, và phía Tây tới vùng đất của người Chin, Arakan tại Ấn Độ. Trong thời gian hưng thịnh của mình, Pagan thực sự là một đế chế hùng mạnh, cạnh tranh ảnh hưởng tại Đông Nam Á lục địa với đế chế Khmer và Vương quốc Đại Việt. Triều đại Pagan để lại trong lịch sử Miến Điện nhiều kiệt tác về kiến trúc, chùa tháp và các công trình thủy lợi lớn. Suốt hơn hai thế kỷ tồn tại của triều đại Pagan, kinh tế Miến Điện, nhất là nông nghiệp, rất phát triển. Ngôn ngữ, văn hóa của người Miến được phát triển rực rỡ trong thời gian này và lấn át, thay thế dần văn hóa Phiêu, Môn và Pali trên đất Myanmar. Chính vì vậy, vương triều Pagan được gọi là vương triều Miến Điện lần thứ nhất. Pagan là một vương triều sùng đạo Phật. Trong khoảng thời gian trị vì, ước tính Pagan có tới 10.000 ngôi chùa, hơn 2.000 ngôi còn tồn tại đến ngày nay. Người dân cũng rất tích cực cúng dường đất đai để xây chùa, các chùa lại không bị triều đình đánh thuế. Đến thế kỷ thứ 13, vương triều bắt đầu suy thoái, một phần là di dồn sức quá nhiều để xây dựng các công trình tôn giáo. Vào năm 1280, có tới 2/3 số đất canh tác tại vùng Thượng Miến được miễn thuế. Điều này làm giảm bổng lộc cho giới quan lại và quân đội, đồng nghĩa với việc giảm lòng trung thành của họ đối với hoàng tộc Pagan. Tiềm lực đất nước bị suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, các thế lực người San, một nhánh của người Thái ở Vân Nam, thường xuyên xâm lấn và trở thành mối đe dọa lớn ở phía đông bắc Miến Điện. Còn tại phía Nam, người Môn cũng âm ỉ nổi dậy với sự huy hoàng trong quá khứ. Chất xúc tác dẫn đến sự sụp đổ của đế chế Miến Điện Pagan xuất hiện khi người Mông Cổ tiến đến và thu phục vương quốc Đại Lý ở Vân Nam, đe dọa trực tiếp đến các nước Đông Nam Á, trong đó có Miến Điện. Năm 1273, Mông Cổ gửi sứ giả đến Miến Điện, đòi người Miến phải thần phục và cống nạp, nhưng bị vua Pagan khước từ. Đến năm 1277, quân Mông Cổ do tướng Hốt Đô cầm đầu đi từ Vân Nam xuống trừng phạt Miến Điện. Quân Miến tổ chức kháng Mông ngay tại vùng biên phía Bắc, khiến quân Mông chịu tổn thất nặng nề và không thể tiến xuống đánh chiếm Pagan. Sau một thời gian dài hao tốn sức lực, quân Mông đành chịu rút về. Sang năm 1282, sau khi bình định Nam Tống lên ngôi hoàng đế, lập ra vương triều nhà Nguyên trên toàn cõi Trung Hoa, hoàng đế Hốt Tất Liệt lại cử sứ sang Miến Điện đòi người Miến thần phục. Lần này, vì quá ngạo mạn nên cả đoàn sứ giả Nguyên Mông bị vua Pagan hành quyết hết. Nổi giận trước người Miến, Hốt Tất Liệt cử một đạo quân rất lớn tiến xuống hủy diệt Miến Điện. Đạo quân này lớn hơn rất nhiều đạo quân đã từng xâm lược Miến Điện lần đầu tiên. Chính vì vậy, quân Nguyên ồ ạt kéo từ Vân Nam xuống, phá vỡ các tuyến phòng ngự của người Miến. Quân Miến thua to phải lui dần về kinh đô Pagan. Đến năm 1287, Pagan thất thủ, đế chế Miến Điện diệt vong. Quân Nguyên Mông tràn vào Miến Điện và sát nhập hai phần Thượng Miến và Trung Miến làm hai tỉnh của đế quốc Đại Nguyên. 10 năm sau, năm 1297, khởi nghĩa của ba anh em người San do Assam Kaya làm thủ lĩnh, nổi lên tập hợp dân chúng khởi nghĩa, kiểm soát miền Trung Miến Điện, chống lại sự đô hộ của quân Nguyên Mông, lập ra triều Mi Saing. Lực lượng khởi nghĩa của ba anh em người San không ngừng lớn mạnh, đã đánh đuổi quân Nguyên đến tận biên giới Vân Nam. Không cam chịu thất bại, quân Nguyên Mông quay trở lại Miến Điện vào năm 1301, nhưng lại bị người Miến chống trả quyết liệt. Quân Nguyên phải rút về nước, từ bỏ giấc mộng Miến Điện. Sau khi quân Nguyên rút đi, những người anh hùng San đồng cai trị vương quốc đến năm 1310 và 1313 thì lần lượt qua đời. Thời gian sau đó chứng kiến khoảng trống quyền lực tại mảnh đất Miến Điện rộng lớn không tìm được người kế tục xứng đáng.
Miin Saing bị tách làm hai tiểu quốc đối lập Pinya và Sagarin. Cùng với vết thương từ sự sụp đổ của vương triều Pagan 250 năm chưa được hàn gắn, cuối cùng đã đẩy xứ Miến tới 250 năm chia cắt tiếp theo trong lịch sử. Đất nước rơi vào tình trạng chia rẽ nghiêm trọng. Trong thời kỳ chia cắt này, hàng loạt các tiểu quốc của các dân tộc người Miến, San, San Miền Hóa, người Môn và người Arakan được thành lập. Các quốc gia này thường xuyên xung đột với nhau. Lớn mạnh nhất trong số các tiểu quốc gồm triều Hathawadi của người Môn tại miền Nam, đóng đô tại Pegu. Vương triều này tiếp tục làm sống lại đạo Phật với việc xây dựng các chùa tháp ở kinh đô và mở rộng xây dựng chùa Suedragon. Dưới thời cai trị của các vua người Môn, quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây cũng bắt đầu được chú ý. Người Môn chính là những người mở đường cho quan hệ với phương Tây sau này. Trong khi đó, người San cũng tách khỏi đế quốc Miến Điện, nắm quyền kiểm soát ở phía Đông Bắc, thành lập lên các tiểu quốc San. Người Arakan cũng lập quốc gia riêng của mình tại vùng phía Tây Miến Điện, bên cạnh Ấn Độ. Những người San Miến Hóa lập ra triều Ava tại Ava và xưng làm hậu duệ của Pagan. Những người Miến còn lại rút về Tango bên bờ sông Sitagung, chờ đợi cơ hội tái thống nhất Miến Điện. Trên lãnh thổ Miến Điện hình thành 5 trung tâm quyền lực mang đậm chất chủng tộc. Phía Tây là vương quốc người Arakan, phía Nam là vương quốc người Môn, phía Đông là vương quốc người Miến. Phía Đông Bắc là các tiểu quốc người San và ở Trung Miến là vương triều Ava của người San Miến Hóa. Trong đó, triều Ava được kiến lập năm 1364 là lớn mạnh nhất và thường xuyên đi chinh phạt các tiểu quốc lân cận với nguyện ước thống nhất, tiếp nối đế chế Miến Điện Pagan. Vào thời kỳ hùng mạnh nhất, Ava đã chiếm được Tango của người Miến ở phía Đông và một số tiểu quốc San ở phía Bắc. Đồng thời, nhiều lần xua quân đánh Hathawadi của người Môn ở phía Nam. Chính cuộc chiến với Hathawadi đã đẩy Ava đến bờ suy tàn. Sau 40 năm đằng đẵng, từ năm 1385 đến năm 1424, công phá không thành Hathawadi, Ava suy kiệt nghiêm trọng. Các nước chư hầu Ava sát nhập trước kia tách ra ly khai, nước Tango lớn mạnh quay trở lại thành địch thủ lớn của Ava. Còn các tiểu quốc San liên minh với nhau và bắt đầu tấn công dồn dập Ava từ phía Bắc. Năm 1527, liên minh các tiểu quốc San đánh hạ Ava và biến Ava trở thành chư hầu của mình. Sang năm 1555, Ava lại bị Tango công phá, kinh đô Ava bị Tango chiếm. Vương triều Ava chính thức diệt vong. Vai trò lịch sử quay trở lại với vương triều Tango người Miến. Trước đó, Tango chỉ là một tiểu quốc nhỏ, hay nói đúng hơn là một khu tập trung bên bờ sông Sitagung, được lập lên bởi những người Miến chạy loạn. Rất may cho dân tộc Miến, những nhà cai trị Tango là những vị minh quân. Ban đầu, xứ Tango chịu thần phục Ava của người San Miến Hóa và kiên quyết chống lại các tiểu quốc người San ở phía Bắc. Đến đời vua thứ tư, Tango đã tách ra khỏi Ava và trở thành một vương quốc mạnh tại phía Đông. Sang năm 1527, khi liên minh San đánh phá Ava, các nạn dân từ Ava chạy về Tango đã càng làm vương quốc thêm mạnh mẽ. Từ năm 1535, dưới thời vua Tabin Squiti, Tango mở rộng ảnh hưởng về phía Nam và liên tục công phá vương quốc Hathawadi của người Môn. Cuối cùng, Tango chiếm được kinh đô Pegu vào năm 1539 và chuyển đế đô Tango về Pegu, mở ra thời kỳ phát triển mới của vương quốc. Vua Tabin Squiti xưng làm vua của Miến Điện. Kinh đô Pegu là một vùng đất màu mỡ về nông nghiệp và giàu có về thương mại. Điều này giúp quân đội Tango lớn mạnh. Trong các năm sau đó, vua Tabin Squiti dẫn quân đánh sang vương quốc người Arakan ở phía Tây nhưng gặp thất bại. Sau đó, ông lại rút quân từ phía Tây sang phía Đông để đánh triều Ayutthaya của người Thái nhưng cũng bại trận. Chuyển hướng lên phía Bắc, vua Tabin Squiti đánh vào Ava nhưng lại tiếp tục thua nốt. Những thất bại quân sự liên tục này đã dẫn tới cuộc nổi loạn của quân đội và tướng Bagin Nayung được tôn lên làm vua năm 1550.
Dưới sự chỉ huy của tướng Baiying Nagung, quân đội Tangu đánh ngang đánh dọc, thắng như trẻ tre, Tangu đã thống nhất được Miến Điện xưa kia. Không những thế, vương triều Miến Điện thứ hai này còn du quân đánh chiếm cả nước Lanna và Ayutthaya của người Thái, Vạn Tượng của người Lào cùng rất nhiều tiểu quốc khác. Tangu Miến Điện trở thành vương triều hùng mạnh bậc nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, vua Baiying Nagung khi đánh chiếm các vương quốc khác, ông chỉ yêu cầu sự quy thuận mà không tiêu diệt vương quốc đó. Vì vậy, ngay sau khi vua Baiying Nagung bắt các vương quốc này lập tức nổi dậy ly khai. Tình hình tại Miến Điện cũng không khá hơn khi hàng loạt các tiểu quốc trước đó bị vua Baiying Nagung chinh phục đã nổi dậy chống lại triều Tangu. Không kiểm soát được tình hình, năm 1599, các vua Tangu đã phải bỏ kinh đô chủ phú Pegu mà rời lên thành Ava để duy trì vương triều thêm 150 năm nữa. Đến năm 1740, tại đế đô Pegu xưa, vương quốc Hathawadi được người Mông tái lập với sự giúp sức của Pháp. Tiếp sau đó, trong những năm 1742, người Mông mở nhiều chiến dịch tiên đánh Tangu và kết liễu triều Tangu vào năm 1752 khi công hạ được kinh thành Ava. Nhưng người Mông không duy trì được quyền lực Ava và chịu sự phản kích mạnh mẽ từ người Miến. Những người Miến nhanh chóng tập hợp dưới lá cờ của một vị thủ lĩnh địa phương tại Mandalay, vùng Thượng Miến. Vị thủ lĩnh đó là Alung Phaya. Mặc dù có quân số ít hơn, nhưng ông đã liên tục đánh bại người Mông, đồng thời cũng chiêu dụ được thêm nhiều người Miến dưới trướng. Sau khi quân Mông bị đánh đuổi khỏi Ava, các hậu duệ hoàng thất Tangu tuyên bố khôi phục lại vương triều. Nhưng đa số người Miến đã không quy phục mà tôn Alung Phaya lên làm vua, lập ra triều đại mới, triều đại Konbaung. Sang năm 1755, vua Alung Phaya đưa quân tiến về phía nam, nơi ông công hạ được kinh đô Pegu vào tháng 5 năm 1757. Vương quốc Hathawadi một lần nữa diệt vong. Sau khi vong quốc, những người Mông phải thực hiện một cuộc chạy nạn lớn sang đất Thái, người Miến làm chủ hoàn toàn hạ lưu sông Irrawaddy, kiến lập lên đế chế Miến Điện lần thứ ba, đế chế Konbaung. Đế chế Miến Điện Konbaung còn hùng mạnh hơn đế chế Tangu rất nhiều. Trong thời gian đầu tồn tại, Konbaung tiếp tục tiến về phía đông, đánh chiếm vương quốc Thái Lanna và Ayutthaya, cùng các tiểu quốc Lào trong các cuộc xâm lược năm 1759 và 1764. Đồng thời, đánh bại tới 4 lần xâm lăng của Đại Thanh dưới thời Cản Long liên tiếp trong 4 năm từ 1765 đến 1769. Mặc dù có quân số ít hơn, nhưng Miến Điện vẫn đập tan các chiến dịch của Cản Long. Dù đó có là quân đội lục doanh hay quân đội bát kỳ hùng mạnh của Đại Thanh. Tuy nhiên, cuộc chiến với nhà Thanh cũng khiến quân Miến phải rút hết quân ở Thái và Lào về để chống đỡ. Vì vậy, người Thái có cơ hội trỗi dậy, thành lập vương quốc Xiêm La. Trong các năm sau đó, giữa Miến Điện và Xiêm La thường xuyên xảy ra xung đột. Chiến tranh liên tục nổ ra trong các năm từ 1785 đến 1787, từ 1792 đến 1793, 1808 đến 1811. Cho đến đầu thế kỷ 19, đế chế Miến Điện Konbaung vẫn tiếp tục là một cường quốc ở Đông Nam Á. Không chỉ đánh phá Xiêm La, Miến Điện còn thường xuyên tiến sang phía Tây đánh cả Ấn Độ. Quân Miến thôn tính được Arakham năm 1795. Năm 1817, chiếm Manipur và sau đó là vùng Assam. Trong khi ấy, tại Ấn Độ, người Anh đang trong quá trình thuộc địa hóa mảnh đất này. Điều này tạo ra hiểm họa lớn đối với Miến Điện. Người Anh vốn đã rất quan tâm đến Miến Điện vì sự giàu có và tiềm năng rất lớn. Không chỉ Anh mà cả Pháp cũng rất thèm muốn Miến Điện. Pháp đã từng hỗ trợ vương triều Hathawadi để đánh Konbaung nhưng đều không thành công. Cuối cùng, Pháp chấp nhận bắt tay với Anh và đồng ý để Miến Điện thuộc tầm kiểm soát của Anh. Lúc này, người Anh đã đủ điều kiện để thuộc địa hóa Miến Điện.
Những bất ổn tại biên giới Miến Điện và Ấn Độ thuộc Anh giúp Anh có cơ hội để tấn công Miến Điện. Các nạn dân từ các vùng Miến Điện chiếm tại Arakan, vịnh Bengal chạy sang Ấn Độ và được sự giúp đỡ của Anh. Căng thẳng Anh-Miến lên đến đỉnh điểm và Miến Điện đe dọa sẽ đánh Ấn Độ. Triều đình Khôn Baung đã đánh giá thấp người Anh. Năm 1822, quân Miến tràn vào Bengal, uy hiếp thủ phủ Chittagong, miền Đông Ấn. Miến Điện yêu cầu Anh phải trao trả những người tị nạn Arakan nổi loạn. Đáp trả lại yêu cầu ấy, ngay lập tức quân Anh được điều động đến Đông Ấn và mở chiến dịch tấn công vào Miến Điện. Cuộc chiến tranh Anh-Miến nổ ra trong 2 năm, từ năm 1822 đến năm 1824. Mặc dù có quân số ít hơn nhiều, nhưng với trang bị hiện đại, bài bản, quân Anh đã nhanh chóng đánh bật quân Miến khỏi Ấn Độ và tấn công ngược trên đất Miến. Người Anh giành thắng lợi vang dội. Triều Khôn Baung buộc phải ký hiệp định nhượng hai phần lãnh thổ là Arakan và Tenasserim cho Anh. Mặc dù thất bại và buộc phải cắt đất cho người Anh, nhưng Miến Điện vẫn rất muốn báo thù. Những tranh chấp, căng thẳng thường xuyên nổ ra giữa Anh và Miến Điện. Sang năm 1852, người Miến một lần nữa khai chiến với quân Anh. Cuộc chiến Anh-Miến Điện lần hai này diễn ra vỏn vẹn một năm, từ năm 1852 đến 1853. Lần này, người Miến tiếp tục thua và tiếp tục phải cắt đất cầu hòa. Vùng Hạ Miến, hạ lưu sông Irrawaddy với thành phố Pegu giàu có được trao lại cho Anh. Triều Khôn Baung chỉ còn kiểm soát vùng Thượng Miến ít màu mỡ hơn nhiều. Những thất bại nặng nề trước người Anh đã đẩy Khôn Baung rơi vào hỗn loạn, đế chế Miến Điện thứ ba đã suy tàn nhanh chóng. Hơn 30 năm sau cuộc chiến lần thứ hai, người Anh quay trở lại Miến Điện, lần này là lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ triều Khôn Baung. Quân Anh chủ động tấn công và bắt được vua Miến Điện, đẩy sang Ấn Độ. Đế chế Miến Điện chính thức diệt vong vào năm 1886, tất cả các vùng lãnh thổ Miến nhập vào xứ Ấn Độ thuộc Anh. Sau khi chiếm được hoàn toàn Miến Điện vào năm 1886, chế độ quân chủ Miến bị xóa bỏ và giới quý tộc bị người Anh tước hết quyền lực. Miến Điện được cai trị từ thủ phủ Calcutta như một tiểu khu vực của đế quốc Ấn Anh. Sự thống trị của người Anh đã tạo ra một bộ máy cai trị mạnh mẽ, được duy trì bằng việc kiểm soát xã hội dựa trên quân đội và cảnh sát. Bộ máy này được thiết lập bởi người Anh nhưng được hình thành bởi đại bộ phận người gốc Miến, thân Anh và theo văn hóa Anh. Thêm vào đó, chính quyền cai trị được liên kết với Ấn Độ, dẫn tới việc người Ấn được di chuyển tự do tại Miến Điện. Những người Hoa tại bán đảo Mã Lai thuộc Anh cũng đến Miến Điện sinh sống để thuận đường giao thương. Điều này dẫn tới sự hình thành một xã hội đa chủng tộc, đa tôn giáo trên đất Miến Điện. Văn hóa Anh, mà đặc biệt là nền giáo dục được truyền bá vào Miến Điện quá khác biệt với những văn hóa bản địa, đặc biệt là Phật giáo, đã dẫn đến những làn sóng đấu tranh của các nhà sư và trở thành động lực chính cho phong trào dân tộc Miến Điện. Đến chiến tranh thế giới lần thứ nhất, làn sóng dân tộc chủ nghĩa trên thế giới cũng được đưa vào Miến Điện, khiến các phong trào đấu tranh ở đây sôi sục. Trong những năm 1930, các cuộc bạo loạn của học sinh và nông dân diễn ra mạnh mẽ, buộc Anh phải nhượng bộ. Năm 1936, Anh tổ chức cuộc tổng tuyển cử dân chủ tại Miến Điện. Tiếp đó, sang năm 1937, Anh ra bản hiến pháp cho Miến Điện với nội dung đồng ý để người Miến có thể tự kiểm soát các vấn đề nội bộ của đất nước. Tình hình tại Miến Điện mới dịu đi đôi chút. Năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, Miến Điện trở thành mặt trận chính tại Đông Nam Á. Đến tháng 5 năm 1942, Nhật Bản chiếm đóng Miến Điện. Những nhà yêu nước Miến Điện tuyên bố Miến Điện độc lập khỏi Anh. Năm 1945, sau chiến tranh, người Anh quay trở lại Miến Điện và đồng ý công nhận quyền độc lập của Anh. Quá trình chuyển tiếp diễn ra 2 năm sau đó, từ cuối năm 1945 đến tháng 1 năm 1948, Miến Điện tuyên bố độc lập và đi theo chế độ Cộng hòa với tên gọi Liên bang Miến Điện. Mặc dù giành được độc lập,
Nhưng trong suốt 2 năm chuyển tiếp đó, hàng loạt các cuộc thanh trừng chính trị diễn ra khiến tình hình Miến Điện vô cùng rối loạn. Năm 1948, đất nước được độc lập, người Anh rút hẳn khỏi Miến Điện, càng làm tình hình tại đây thêm phức tạp, Miến Điện ngày càng tuột dốc. Giai đoạn Cộng hòa Dân chủ hỗn loạn diễn ra gần 15 năm, đến năm 1962, chế độ dân chủ bị thay thế bởi chính quyền quân sự. Chính quyền quân sự đổi tên gọi Miến Điện sang Myanmar vào năm 1989 và cai quản đất nước hơn 50 năm, đến tận năm 2015. Năm 2015, với sự chiến thắng của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ trong cuộc tổng tuyển cử quốc hội mà giới quân sự buộc phải công nhận, Chủ tịch Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân, bà Aung San Suu Kyi được bầu làm cố vấn nhà nước, thay vì thủ tướng do những hạn chế của quân đội. Nhưng chính quyền mới này của bà Aung San Suu Kyi được thế giới kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cải cách và là biểu tượng cho Myanmar Dân chủ. Sau nhiều thập kỷ hỗn loạn, bị cô lập, đến năm 2016, với sự lên ngôi của chế độ dân chủ, Myanmar có dân số hơn 50 triệu người, GDP đứng thứ 7 Đông Nam Á, thứ 73 của thế giới. Hy vọng từ một nước luôn bị coi là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Myanmar sẽ phát triển hơn để sánh ngang với các đế chế Miến Điện rực rỡ xưa kia. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào mọi người. Cộng hòa Philippines là một đảo quốc ngoài khơi Biển Đông thuộc khu vực Đông Nam Á. Philippines giáp với Đài Loan qua eo biển Luzon ở phía Bắc, cách Việt Nam ở phía Tây bằng Biển Đông và giáp Malaysia và Indonesia tại phía Nam bởi các vùng biển nhỏ. Lịch sử sơ khảo trên đất nước Philippines còn sót lại rất ít. Hầu hết những ghi chép còn tồn tại chỉ bắt đầu từ khoảng 400 năm trước với sự xuất hiện của đế quốc Tây Ban Nha tại đây. Tuy vậy, những chứng cứ khoa học đã khẳng định Philippines là một trong những nơi xuất hiện con người từ sớm với khoảng 67.000 đến 24.000 năm trước. Là một xứ sở với hàng nghìn đảo lớn nhỏ nên cũng giống như Indonesia, các cư dân tại Philippines cũng phát triển lên các tiểu quốc hàng hải của mình. Nhưng cái may mắn hơn Indonesia, Philippines không có các đảo quá lớn với đất đai màu mỡ nên nông nghiệp phát triển rất khó khăn. Thêm đó là điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng với việc nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương nên mảnh đất này thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiên tai. Các tiểu quốc tại đây cũng không thể phát triển được. Mãi đến các thế kỷ sau này, khi các đế chế hàng hải tại Indonesia phát triển mạnh mẽ như Sriwijaya hay Majapahit, làn sóng mở rộng, dân di cư, thương nhân đến nhập cư, Philippines mới chuyển mình phát triển hơn nhờ giao thương. Vì vị trí cầu nối đường biển giữa xứ Vạn Đảo với đảo Đài Loan và Quảng Đông, Phúc Kiến Đại Lục hay xa hơn nữa là về phía Nhật Bản. Thời gian này chứng kiến các tiểu quốc đã phát triển mạnh hơn với các vương quốc như Tondo hay Mayi, nhưng về cơ bản, Philippines vẫn là một vùng đất được quản lý rất lỏng lẻo. Chính vì vậy, đây là một trong những xào huyệt của các toán cướp biển khét tiếng và là con đường buôn lậu ưu thích trong khu vực. Đến thời nhà Nguyên ở Trung Quốc 1271 đến 1368, người Mông Cổ tạo ảnh hưởng lên toàn Đông Nam Á và Philippines cũng không phải là ngoại lệ. Được sự bảo hộ của Thiên Triều, các thương nhân Trung Quốc mở rộng giao thương đến Philippines và thành lập nhiều khu định cư Hoa Kiều tại đây. Đến thời nhà Minh 1368-1662, việc giao thương vẫn tiếp tục phát triển và ngày càng được đẩy mạnh hơn. Con đường kết nối trực tiếp từ Đài Loan đến Philippines được hoàn thiện, dẫn đến phần phía Bắc Philippines chịu tầm ảnh hưởng lớn của Đại Minh. Các thương nhân Hoa Kiều giữ vai trò quan trọng trong kinh tế, xã hội tại đây. Trong khi phía Bắc thuộc kiểm soát của Đại Minh, thì ở phía Nam của Philippines cũng trong thời gian này, đạo Hồi từ bán đảo Mã Lai được lan truyền đến trong thế kỷ 14 đã dẫn tới việc hình thành nền Hồi quốc Sulu. Sang thế kỷ 15, Hồi giáo đã tiến lên được phía Bắc Philippines, bao phủ tới tận đảo Luzon.
Đến những năm 1500, phần lớn Philippines rơi vào tay Hồi quốc Brunei hùng mạnh. Brunei tấn công Vương quốc Tondo tại Luzon và lập ra thành phố Selurong Malay, tiền thân của thủ đô Manila, Philippines hiện nay. Hồi quốc Brunei cai trị Philippines cho tới khi người Tây Ban Nha đặt chân đến khu vực này, bắt đầu bằng sự kiện năm 1521, nhà thám hiểm Magellan trong chuyến vòng quanh thế giới đã đặt chân đến đây. Và cũng chính Philippines là điểm dừng chân cuối cùng của Magellan trong chuyến đi này, khi Magellan chết trong một cuộc giao tranh với người bản xứ. Tuy vậy, hạm đội của Magellan vẫn tiếp tục cuộc hành trình và quay trở lại Tây Ban Nha một năm sau đó, vào năm 1522. Kể từ đó, người dân Tây Ban Nha đã biết tới và quan tâm hơn đến Philippines. Các đoàn thuyền Tây Ban Nha thường xuyên ghé thăm và đặt tên cho mảnh đất này là Filipinas để vinh danh Hoàng đế Tây Ban Nha Felipe đệ nhị. Tên gọi Philippines chính thức được ra đời từ đó. Năm 1565, Miguel López từ xứ Tây Ban Nha, Mexico băng qua Thái Bình Dương đến Philippines và lập ra khu định cư tập trung đầu tiên của người Tây Ban Nha tại phía nam Philippines, đánh dấu quá trình thuộc địa hóa Tây Ban Nha. Đến năm 1571, người Tây Ban Nha tiến lên phía Bắc, thiết lập thành phố Manila làm tổng hành dinh của Đông Ty Đông Ấn Tây Ban Nha, sau khi khuất phục các tiểu quốc bản địa và hất cẳng các thương nhân Hoa Kiều tại đây. Sự xâm lấn này dẫn tới đỉnh điểm căng thẳng. Trong các năm sau đó, Tây Ban Nha tiếp tục nhiều lần đàn áp thương nhân Hoa Kiều. Điều này làm đô đốc Trịnh Hành Công tại Đài Loan rất căm phẫn. Nhiều lần, ông định đưa quân sang đánh chiếm Philippines, trừng phạt Tây Ban Nha, nhưng vì công cuộc phản thanh phục minh tại Trung Quốc đại lục mà những cuộc tấn công này không được diễn ra. Đến đời Trịnh Kinh, con đô đốc Trịnh Thành Công, trong hai năm 1670 và 1671, ông cũng đã chuẩn bị hạm đội tấn công Manila nhưng cũng không thành. Từ đây, người Hoa chịu cảnh nép vế hoàn toàn. Philippines chính thức thuộc quyền kiểm soát của Tây Ban Nha trong hơn 300 năm sau đó. Trong thời gian cai trị của mình, Tây Ban Nha đã sát nhập các tiểu quốc, các vùng lãnh thổ, các đảo hoang hóa trong khu vực, hình thành nên địa giới lãnh thổ Philippines ngày nay. Ban đầu, Philippines là một phần lãnh thổ của Tây Ban Nha, Mexico và được điều hành từ thủ phủ Acapulco, xuyên Thái Bình Dương đến Manila. Cứ một năm hai lần, tân Tây Ban Nha sẽ cử hạm đội khổng lồ qua lại giữa hai vùng lãnh thổ. Hoạt động này đưa đến Philippines các loại lương thực, sản vật có xuất xứ từ châu Mỹ, điều duy nhất Philippines có trong khu vực giúp đất nước trở nên hưng thịnh. Các nhà truyền giáo của Công giáo Roma cũng được sự bảo trợ của chính quyền Tây Ban Nha cũng đã đến và biến Philippines trở thành một quốc gia Công giáo cho đến tận ngày nay. Trong khoảng thời gian đầu cai trị của Tây Ban Nha, Philippines đã nhanh chóng thay đổi da thịt. Từ một vùng đất không tên trên bản đồ, Philippines đã trở thành một điểm giao thương sầm uất trong khu vực. Những chính sách cai trị của người Tây Ban Nha được thực thi rất tốt, vị thế của Tây Ban Nha được củng cố tại Philippines. Đến năm 1756, chiến tranh 7 năm nổ ra giữa các nước đế quốc và Tây Ban Nha cũng bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh này, dẫn đến việc người Anh xuất hiện tại Philippines. Anh đánh bại hoàn toàn Tây Ban Nha và giành quyền kiểm soát Philippines trong 3 năm, từ 1762 đến 1764. Mặc dù sau chiến tranh, Philippines được trao trả lại cho Tây Ban Nha, nhưng quyền lực của Tây Ban Nha tại Philippines không còn được như xưa nữa. Sau chiến tranh, Tây Ban Nha cũng buộc phải mở cửa cảng Manila cho các nước vào thông thương, làm cho xã hội Philippines có nhiều biến chuyển sâu sắc. Nhiều người Tây Ban Nha sinh tại Philippines và người lai giữa người Tây Ban Nha và người bản địa có cơ hội phát triển và trở nên giàu có địa vị xã hội hơn. Điều này xung đột trực tiếp với nhóm người Tây Ban Nha được sinh tại Tây Ban Nha và đến Philippines để cầm quyền. Trong khi nhóm Tây Ban Nha chính thống được coi là thượng đẳng hơn thì nhóm Tây Ban Nha sinh tại Philippines. Xã hội Philippines lúc này cũng bị phân hóa sâu sắc. Sự thịnh vượng vào đầu thế kỷ 19 đã tạo ra tầng lớp trung lưu đông đảo ở Philippines. Nhiều người trong số họ có thể đi học tại châu Âu hoặc chí ít có thể mua sách báo đọc, hấp thu được những tư tưởng thời đại. Tinh thần cách mạng Mỹ năm 1776 và cách mạng Pháp 1789 được lan truyền đến Philippines. Làn sóng cách mạng dân tộc được nhân nhóm.
Trong khi đó, đế quốc Tây Ban Nha đã bước vào suy tàn. Thậm chí, năm 1868, tại mẫu quốc Tây Ban Nha, nữ hoàng Isabella đệ nhị bị lật đổ và thay vào đó là một chính phủ dân sự. Sau đó là hàng loạt các cuộc chinh biến khiến Tây Ban Nha không còn đủ sức cai quản các vùng thuộc địa của mình. Năm 1898, Tây Ban Nha rơi vào cuộc chiến với Mỹ, bắt đầu từ Cuba và lan đến Philippines không lâu sau đó. Trong hậu chiến tại Philippines, Hải đoàn Á Châu của Mỹ đã đập tan hạm đội hùng mạnh của Tây Ban Nha tại Manila. Cuộc chiến Mỹ-Tây Ban Nha chỉ diễn ra vỏn vẹn 4 tháng, từ tháng 4 đến tháng 8 năm 1898. Kết quả, tất cả các thuộc địa của Tây Ban Nha, trong đó Philippines được chuyển giao cho Mỹ. Đổi lại, Mỹ đền bù 20 triệu đô la cho Tây Ban Nha. Trong lúc này, phong trào dân tộc tại Philippines cũng đã phát triển mạnh mẽ. Và đứng trước cơ hội Tây Ban Nha và Mỹ đánh nhau, ngày 12 tháng 6 năm 1898, nhà lãnh đạo dân tộc Aquinaldo tuyên bố Philippines độc lập, khai sinh nền đệ nhất Cộng hòa Philippines. Thế nhưng rất nhanh sau khi Mỹ tiếp quản Philippines, nền đệ nhất Cộng hòa sụp đổ, Philippines quay trở lại số phận thuộc địa. Mỹ tiếp tục đầu tư và biến Philippines trở thành điểm chiến lược trên biển tại Đông Nam Á nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Trong thời gian của Mỹ, văn hóa, giáo dục được thúc đẩy. Đến năm 1935, Philippines được Mỹ trao cho quy chế tự trị, chuẩn bị để tiến tới độc lập. Philippines với Tổng thống Manuel Quezon đã rất tích cực thực hiện các kế hoạch để đưa Philippines đủ điều kiện tiến tới độc lập. Ông đã chỉ định một ngôn ngữ quốc gia, cho phép phụ nữ bầu cử và tiến cải cách đất đai. Tuy nhiên, quá trình này bị gián đoạn với cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trong cuộc chiến, đế quốc Nhật xâm chiếm quần đảo và dựng lên nền đệ nhị Cộng hòa, Tổng thống Manuel Quezon phải sang Mỹ lưu vong và qua đời vào năm 1944. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, năm 1945, Mỹ quay trở lại Philippines với vai trò hỗ trợ. Một năm sau đó, ngày 4 tháng 7 năm 1946, Philippines được Mỹ công nhận là một quốc gia độc lập hoàn toàn. Kể từ khi độc lập năm 1946 cho đến nay, Philippines vẫn luôn gặp rất nhiều khó khăn từ tình hình mất ổn định chính trị, ly khai, tranh chấp lãnh thổ đến thiên tai thường xuyên, đẩy đất nước đầy cam go. Chào mọi người, qua phần 1 lịch sử xứ sở vạn đảo, chúng ta đã cùng trải qua chuyến hành trình khám phá các vương triều thịnh đạt tại đây. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về quá trình kiến tạo nên những quốc gia Đông Nam Á hải đảo hiện đại nhé. Ngày hôm nay sẽ là đất nước Indonesia và Đông Timor hiện đại. Quay trở lại với xứ sở vạn đảo, trong những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trong khi quốc gia đầu tiên đặt nền thuộc địa tại đây là Bồ Đào Nha, chỉ còn kiểm soát một số đảo nhỏ, đáng kể nhất là đảo Timor. Thì hai nước đế quốc khác là Anh và Hà Lan lại chiếm cứ phần lớn vạn đảo và chia nhau phạm vi ảnh hưởng tại đây. Trong khi Anh nắm chắc vùng lãnh thổ phía Bắc gồm bán đảo Mã Lai và phía Bắc đảo Kalimantan, thì tại phía Nam, Hà Lan nắm giữ hầu hết các lãnh thổ còn lại của vạn đảo, bao gồm phía Nam đảo Kalimantan, đảo Java, Sumatra và Papua New Guinea. Phần lãnh thổ kiểm soát bởi người Hà Lan kiểm soát này rất giàu tài nguyên và đặc biệt là nguồn cung cấp độc quyền về hương liệu trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, eo biển Sunda giữa hai đảo Sumatra và Java cũng là điểm quan trọng, giao thương sầm uất không kém eo biển Malacca với đảo quốc Singapore ở phía Bắc. Phần lãnh thổ trù phú này chính là tiền thân của đất nước Indonesia hiện nay. Tuy nhiên, trong phần lớn khoảng thời gian cai trị, Hà Lan phải rất khó khăn để quản lý các lãnh thổ thuộc địa của mình tại đây bởi niềm tự hào về các triều đại xưa kia vẫn mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư bản địa. Cộng với đó là diện tích lãnh thổ rộng khiến việc cai quản hết sức phức tạp.
các cuộc nổi dậy chống lại Hà Lan diễn ra thường xuyên. Tuy vậy, các cuộc nổi dậy thường bị nghiền nát ngay sau đó. Cuộc khởi nghĩa lớn nhất có lẽ là cuộc chiến tranh Java năm 1825, cuối cùng bị dập tắt với hơn 200.000 người thiệt mạng. Trước tình hình thường xuyên bất ổn tại xứ thuộc địa, Hà Lan chỉ tập trung khai thác tài nguyên một số vùng màu mỡ. Trong suốt khoảng thời gian 45 năm từ sau năm 1830 đến đầu chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914, công cuộc khai thác đạt đến điểm cực thịnh, hệ thống thuộc địa mang lại sự giàu có cho Hà Lan và các đồng minh tại xứ Vạn Đảo. Công cuộc khai thác thuộc địa dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ của kinh tế, sự thay đổi mạnh mẽ của kinh tế dẫn đến những thay đổi trong xã hội. Thêm vào đó, với những tư tưởng thời đại tự do dân chủ được truyền đến Vạn Đảo, tạo ra những biến chuyển sâu sắc tại các thuộc địa của Hà Lan. Những phong trào dân tộc đầu tiên được hình thành và quốc gia hiện đại Indonesia được đánh thức. Ý niệm về dân tộc được phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ của đấu tranh diễn ra trong suốt khoảng thời gian sau đó tại xứ Vạn Đảo. Tuy nhiên, phong trào dân tộc thường xuyên bị đàn áp nặng nề. Phải đến chiến tranh thế giới thứ hai với cuộc xâm lược của đế quốc Nhật Bản vào Đông Nam Á, sự cai trị của Hà Lan bị lật đổ, phong trào dân tộc Indonesia mới được khởi phát trở lại. Đầu Thế chiến thứ hai, tháng 5 năm 1940, mẫu quốc Hà Lan bị Đức Quốc xã chiếm đóng, dẫn tới chính quyền thuộc địa Hà Lan tại Indonesia bị tê liệt và trở thành miếng mồi ngon cho đế quốc Nhật Bản. Đến tháng 12 năm 1941, Nhật Bản bắt đầu cuộc chinh phạt Đông Nam Á và đến tháng 3 năm 1942, người Nhật đánh bại các lực lượng cuối cùng của Hà Lan tại Indonesia. Indonesia rơi vào tay của đế quốc Nhật Bản. Những chính sách khai thác thuộc địa thời chiến được Nhật áp dụng triệt để lên vùng đất màu mỡ này. Các phong trào dân tộc Indonesia sau khi bùng phát trở lại trong thời gian ngắn đã nhanh chóng bị dập tắt. Phải đến cuối cuộc chiến, trước sự suy yếu của Nhật cùng với những hỗ trợ của quân đồng minh, phong trào mới phát triển trở lại. Tháng 8 năm 1945, sau khi hứng chịu hai quả bom nguyên tử, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân đồng minh. Tận dụng thời cơ này, các nhà lãnh đạo yêu nước Indonesia đã nhanh chóng tuyên bố thành lập đất nước Indonesia độc lập. Tuyên bố được công khai vào ngày 17 tháng 8 năm 1945, đưa Indonesia trở thành quốc gia thuộc địa tuyên bố độc lập đầu tiên tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, sau tuyên bố độc lập, ngay lập tức Indonesia phải đương đầu với lực lượng Nhật Bản vẫn còn đồn trú tại đây. Cuộc chiến ngắn nổ ra trước khi quân Nhật bị giải giáp bởi quân đồng minh, nhưng cuộc chiến tranh độc lập của Indonesia vẫn chưa kết thúc với sự quay trở lại của Hà Lan. Với sự giúp sức của Anh, Hà Lan trở lại trong cuộc chiến với Indonesia diễn ra 5 năm từ năm 1945 đến năm 1949. Cuối cùng, sau sự hy sinh của khoảng 200.000 người, Indonesia giành được độc lập. Cuối năm 1949, Indonesia được Hà Lan công nhận là quốc gia độc lập và tiến hành bàn giao lại các vùng lãnh thổ Indo. Đồng thời, các lực lượng Hà Lan được lệnh triệt thoái về vùng Tây Iran, phần phía Tây đảo Papua New Guinea hiện nay. Đến tháng 10 năm 1950, Indonesia chính thức trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc, mở ra thời kỳ Indonesia độc lập. Cũng giống như nhiều các quốc gia thuộc địa vừa giành được độc lập khác, Indonesia rơi vào những khủng hoảng trầm trọng về cả chính trị, kinh tế và xã hội. Những bất ổn thường xuyên nổ ra trong lòng đất nước, cùng với cuộc chiến năm 1961 tại vùng Tây Iran và tại Đông Timor năm 1975, đã đẩy đất nước Indonesia non trẻ gặp vô vàn khó khăn bất chấp những nỗ lực phát triển đất nước sau độc lập. Phải đến cuối thế kỷ 20, Indonesia mới dẫn thoát khỏi bóng ma bất ổn và phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ 21. Ngày nay, với dân số trẻ hơn 300 triệu người cùng diện tích lãnh thổ rộng lớn và màu mỡ, Indonesia hiện đại hứa hẹn sẽ lớn mạnh và trở thành một con rồng châu Á trong tương lai.
Đông Timor. Lịch sử đất nước Đông Timor gắn chặt và là một phần của lịch sử xứ sở vạn đảo chúng ta đã tìm hiểu. Những biến chuyển sâu sắc tạo nên một quốc gia độc lập tại vùng đất này được bắt đầu từ khi người Bồ Đào Nha đặt quyền thống trị lên xứ vạn đảo. Đến thế kỷ 19, người Hà Lan dần thay thế vai trò cai trị của Bồ Đào Nha tại xứ vạn đảo. Hà Lan đã lấn tới vùng đảo Timor và chiếm quyền kiểm soát khu vực phía tây của đảo. Về phía Bồ Đào Nha, sau khi mất hầu hết vùng thuộc địa tại vạn đảo, phần phía đông đảo Timor trở thành điểm đảo cuối cùng Bồ Đào Nha trong khu vực. Để ngăn chặn việc mất kiểm soát hoàn toàn tại xứ vạn đảo, Bồ Đào Nha ký với Hà Lan Hiệp ước năm 1859 và chính thức phân chia ranh giới giữa hai nửa Tây và Đông của đảo với Hiệp ước năm 1916. Ngày nay, đường biên giới này tiếp tục được kế tục bởi hai nước Indonesia ở phía Tây Timor và Đông Timor ở phía Đông. Đối với người Bồ Đào Nha, Đông Timor chỉ có vai trò về thương mại với các cảng biển thông thương, vì vậy quá trình khai thác thuộc địa gần như chỉ dừng lại tới mức tối thiểu. Ngoài cảng biển, Bồ Đào Nha đầu tư rất ít vào đây. Cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế đều ở mức tối thiểu. Đông Timor chịu quyền kiểm soát của Bồ Đào Nha tới Thế chiến thứ hai đến khi bị quân Nhật chiếm đóng. Sau Thế chiến, Bồ Đào Nha quay trở lại và tiếp tục cai trị vùng đất này đến năm 1974. Sau cách mạng Hoa Cẩm Chướng tại mẫu quốc Bồ Đào Nha, chính phủ mới quyết định từ bỏ vùng lãnh thổ Đông Timor. Bồ Đào Nha hoàn toàn từ bỏ Đông Timor vào năm 1975 và quốc gia Đông Timor tuyên bố nền độc lập vào ngày 28 tháng 11 năm 1975. 9 ngày sau tuyên bố của Đông Timor, các lực lượng Indonesia từ phía Tây tiến sang chiếm đóng vùng đất này. Sau đó, Đông Timor tuyên bố trở thành tỉnh thứ 27 của Indonesia vào năm 1976. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian sau đó, căng thẳng xung đột nổ ra trên khắp Đông Timor, giữa một bên là các lực lượng đòi độc lập với một bên ủng hộ việc sáp nhập vào Indonesia. Cuộc xung đột diễn ra suốt 25 năm, từ năm 1975 đến năm 1999, đã gây thương vong lớn. Cuối cùng, đến ngày 30 tháng 8 năm 1999, một cuộc trưng cầu dân ý về việc lựa chọn giữa việc là một khu vực tự trị thuộc Indo và việc trở thành một quốc gia độc lập được diễn ra. Dưới sự đồng thuận của Indonesia, Bồ Đào Nha và Mỹ, Liên Hợp Quốc đứng ra bảo trợ cho cuộc trưng cầu này. Kết quả, 80% dân số Đông Timor chọn độc lập. Đông Timor chính thức được độc lập và bước vào quy chế chuyển giao cho Liên Hợp Quốc bảo trợ. Ngày 27 tháng 9 năm 2002, Đông Timor trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Hiện nay, thoát ra những bất ổn sau khi giành độc lập, Đông Timor đang trên con đường trở thành thành viên thứ 11, mảnh ghép cuối cùng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Dự kiến sẽ được phê chuẩn vào năm 2020 với vai trò Chủ tịch Hiệp hội của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo về lịch sử các nước Đông Nam Á. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Dã Sử Chuyện. Trong hai phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử siêu bán đảo Mã Lai Indo cùng lịch sử Indonesia và Đông Timor hiện đại. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng khám phá lịch sử đất nước Malaysia hiện đại. Khởi nguyên Malaysia được bắt đầu từ bán đảo Hoàng Kim, một cách gọi bán đảo Mã Lai thời cổ đại. Trong khoảng thiên niên kỷ thứ nhất sau công nguyên, người Mã Lai trở thành dân tộc chiếm ưu thế trên bán đảo. Họ đã tạo dựng cho mình nhiều vương quốc nhỏ trên khắp bán đảo. Các tiểu quốc cổ này chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ và có quan hệ mật thiết với vương quốc Phù Nam ở phía Bắc. Đến thế kỷ thứ 7, các tiểu quốc này trở thành chư hầu và sát nhập vào đế chế Sriwijaya. Lịch sử Mã Lai gắn chặt và là một phần quan trọng trong lịch sử xứ sở vạn đảo. Với vai trò địa hầu của xứ sở, tiếp xúc với các nền văn minh phía Bắc, Mã Lai thường xuyên chịu ảnh hưởng từ các vương triều tại Thái Lan và Miến Điện.
và trở thành một điểm trung chuyển quan trọng trong tuyến thông thương từ Đông sang Tây trên con đường tơ lụa trên biển từ Ả Rập, Ấn Độ sang Trung Quốc và từ Bắc xuống Nam, từ Miến Điện, Thái Lan xuống xứ Vạn Đảo. Đến thế kỷ thứ 15, Hồi quốc Malacca được thành lập tại bán đảo Mã Lai, đánh dấu sự phát triển của đạo Hồi tại Đông Nam Á. Từ Malacca, đạo Hồi được lan tỏa khắp xứ sở Vạn Đảo. Trong thế kỷ 19, trong khi phần phía nam xứ Vạn Đảo trở thành thuộc địa của Hà Lan, thì tại phía Bắc, người Anh thực hiện quy chế thuộc địa tại bán đảo Mã Lai và phần phía Bắc đảo Kalimantan. Vùng lãnh thổ thuộc địa này chính là tiền thân của đất nước Malaysia, Singapore và Brunei hiện đại. Vùng thuộc địa Đông Nam Á này mang lại những nguồn lợi khổng lồ cho mẫu quốc Anh nhờ vị trí giao thương quan trọng cùng nhiều nguồn tài nguyên quan trọng như thiếc, cao su, dầu cọ và quặng sắt. Cùng với những khám phá về dầu mỏ, đặc biệt là tại Vương quốc Brunei, càng làm màu mỡ thêm phần thuộc địa Anh quốc. Chính những nguồn tài nguyên khổng lồ này mà đặc biệt là dầu mỏ đã đưa khu vực này trở thành điểm ngắm quan trọng trong chiến lược thôn tính Đông Nam Á của đế quốc Nhật Bản. Vùng thuộc địa này thuộc Anh cho đến khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, tháng 12 năm 1941, Nhật Bản phát động chiến tranh khắp châu Á Thái Bình Dương và nhanh chóng chiếm được bán đảo Mã Lai chỉ sau 2 tháng. Đến tháng 2 năm 1942, Singapore đầu hàng, quân Nhật tràn vào hải cảng quan trọng nhất trong khu vực. Các khu vực thuộc địa khác của Anh tại đảo Kalimantan, Brunei cũng bị Nhật Bản chiếm đóng. Trong thời gian quân Nhật chiếm đóng, căng thẳng gia tăng trong khu vực và chủ nghĩa dân tộc được phát triển. Khác với Indonesia, tại Malaysia, đặc biệt là Singapore, có dân số Hoa Kiều đông đảo lại giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Khi người Nhật chiếm đóng khu vực, những Hoa Kiều trở thành nạn nhân của chính sách cai trị khắc nghiệt. Chính vì vậy, phong trào đấu tranh của người Hoa tại đây cũng bùng nổ mạnh mẽ. Đặc biệt là sau khi Nhật Bản cho phép đồng minh Thái Lan thôn tính 3 tỉnh phía Bắc tại bán đảo Mã Lai, phong trào phản đối quân Nhật được lan rộng ra tất cả tầng lớp dân chúng. Kết thúc Thế chiến thứ hai, vùng thuộc địa bị Nhật chiếm đóng được trao trả về mẫu quốc Anh. Người dân Malaya hân hoan chứng kiến người Anh trở lại vào năm 1945. Sau mọi thứ không còn như trước chiến tranh nữa, mẫu quốc Anh sau chiến tranh bị tàn phá nặng nề đã suy kiệt nghiêm trọng, không thể mang lại sự thịnh vượng cho khu vực như trước nữa. Cùng với những mong muốn mạnh mẽ hơn về độc lập, một đất nước đã dần được hình thành trong tâm trí những người dân tại đây. Người Anh sau Thế chiến không còn đủ sức cai quản các vùng thuộc địa, chính phủ Anh quyết định rút khỏi phương Đông sớm nhất có thể. Anh sẽ trao quyền tự trị cho các thuộc địa của mình. Năm 1949, Anh tuyên bố trao trả độc lập cho xứ Malaya. Và ngay lập tức, làn sóng dân tộc chủ nghĩa quét vào Malaya, các phong trào dân tộc dân chủ, tư sản, cộng sản nổi lên như nấm tại Malaysia. Đất nước sôi sục và nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, đấu đá bất ổn. Trong khoảng 20 năm, đặc biệt là từ 1948 đến 1960, Malaya rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng với các nội chiến liên miên giữa các phe phái. Lãnh thổ Malaya cũng là một vấn đề lớn khác. Chế độ thuộc địa Anh tại đây là tập hợp nhiều vùng đất, nhiều vương quốc, xứ tự trị gộp lại. Vì vậy, sau khi Anh tuyên bố rút khỏi khu vực, việc thống nhất là rất khó khăn. Trong khi bán đảo Mã Lai là nơi trù phú nhất, thì các vùng cựu thuộc địa khác tại đảo Kalimantan lại kém phát triển hơn nhiều. Duy chỉ có khu vực Vương quốc Brunei, nơi có trữ lượng dầu mỏ là thịnh vượng. Tuy nhiên, khu vực này vẫn được người Anh bảo trợ. Thêm vào đó, hải cảng Singapore giành được quyền tự trị sau 5 năm đấu tranh. Đến năm 1959, nhà lãnh đạo xã hội Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng tại đảo quốc này. Các vùng đất Malay bị chia rẽ nghiêm trọng. Sự rối ren trong chính trị với những cuộc nội chiến giữa các đảng phái cùng sự phức tạp trong thành phần lãnh thổ đẩy tình hình tại Malaya vô cùng hỗn loạn. Phải đến năm 1963, tình hình chính trị ổn định hơn sau khi loại bỏ những người cộng sản ba đảng phái lớn nhất bao gồm Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống Nhất do người Mã Lai nắm quyền, kết hợp cùng Công hội Người Hoa Malaya và Tổ chức Người Ấn Malaysia được sự bảo trợ của Anh, đã đi đến thống nhất về việc thành lập một đất nước thống nhất theo thể chế liên bang đa đảng. Trong đó, liên bang sẽ bao trùm lãnh thổ bán đảo Malay, khu tự trị Singapore và phía bắc đảo Kalimantan, trừ vương quốc Brunei.
Quyết định này được sự đồng thuận lớn trong dân chúng và những nhà bảo trợ Anh, tuy nhiên lại vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ Indonesia và Philippines, những quốc gia không chấp nhận sự ra đời của liên bang này. Philippines và Indonesia đòi hỏi Bắc Kalimantan không thể gia nhập liên bang. Tuy nhiên, bất chấp những phản đối từ hai người láng giềng, Liên bang Malaysia chính thức được ra đời vào ngày 16 tháng 9 năm 1963, bao gồm tất cả vùng lãnh thổ được thống nhất với dân số hơn 10 triệu người. Chính vì vậy, trong những năm sau đó, chứng kiến sự căng thẳng giữa Malaysia và Indonesia cùng Philippines, hai nước này coi Malaysia là một quốc gia thực dân kiểu mới đe dọa nghiêm trọng đến các nước láng giềng. Quay trở lại với nội bộ Malaysia, vào thời điểm tuyên bố độc lập, Malaysia là một trong những nhà xuất khẩu lớn trên thế giới với các mặt hàng có giá trị như cao su, dầu cọ, thiếc và quặng sắt. Những ngành xuất khẩu này cho phép Malaysia có nguồn thu lớn để tái đầu tư phát triển đất nước. Tuy nhiên, những chính sách của chính phủ liên bang thời kỳ này không phát huy được công dụng. Hệ quả là nền kinh tế Malaysia bị thụt lùi, thất nghiệp tăng cao. Những bất ổn trong xã hội lại có dịp bùng phát, hàng loạt đảng phái chính trị đối lập với liên minh cầm quyền được thành lập. Đất nước Malaysia non trẻ lại rơi vào bất ổn. Đến năm 1971, một liên minh mới được thành lập trong chính phủ mang tên Mặt trận Quốc gia, bao gồm nhiều đảng phái mới. Điều này giúp tình hình đất nước được ổn định hơn, Malaysia tập trung phát triển kinh tế, cải thiện xã hội bằng các kế hoạch 5 năm trong khoảng thời gian từ 1971 đến năm 1990. Chính trong thời gian này, đất nước được thay da đổi thịt với nhiều siêu dự án như sân bay quốc tế Kuala Lumpur hay siêu tháp đôi Petronas. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Malaysia bị cuốn vào cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á cuối thập niên 90. Nhưng khi bước vào thế kỷ mới, thế kỷ 21, đất nước đã nhanh chóng vượt qua cuộc suy thoái này và tiếp tục đà phát triển. Ngày nay, Malaysia là một trong những quốc gia phát triển nhất trong khu vực Đông Nam Á và mục tiêu của đất nước là trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2020. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Chào mừng mọi người đã quay trở lại. Ta sẽ tiếp tục khám phá về lịch sử xứ sở vạn đảo. Ngày hôm nay sẽ là đảo quốc sư tử Singapore. Đảo quốc Singapore đã xuất hiện trong lịch sử từ rất sớm, từ thời đế chế Sriwijaya với tên gọi Temasek, hải trấn. Nó trở thành một hải cảng tiền đồ của Sriwijaya và các đế chế sau này nhờ vị trí cầu nối giữa Bắc và Nam. Giữa bán đảo Hoàng Kim Malay với đảo Sumatra rộng lớn của vùng vạn đảo.
Tuy nhiên, Temasek khi ấy chỉ là một khu hải trấn nhỏ, không có vai trò quá quan trọng trong khu vực. Thậm chí, đến thế kỷ 16, khi người Bồ Đào Nha đặt các thuộc địa của mình lên hồi quốc Malacca tại bán đảo Malay, khu vực hải cảng bé nhỏ này còn bị xóa sổ và biến mất trong hai thế kỷ sau đó. Ảnh hưởng thực sự của khu đảo này chỉ đến vào thế kỷ 18 khi người Anh đặt chân đến xứ Vạn Đảo. Năm 1795, Anh được Hà Lan cho phép chiếm đóng tạm thời vùng thuộc địa tại Malacca của Hà Lan tại bán đảo Malay, nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công quân Pháp trong bối cảnh Anh cùng Hà Lan và nhiều nước châu Âu đang trong cuộc chiến sống còn với nước Pháp của Napoleon. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ cho phép Anh chiếm đóng tạm thời khu vực. Ban đầu, người Anh cũng không mặn mà với khu vực này. Họ dự định chỉ đưa quân đội tạm đồn trú tại đây. Nhưng sau này, khi kết thúc chiến tranh với Pháp, nhận thấy những lợi ích kinh tế màu mỡ tại đây, người Anh quyết định bám trụ khu vực. Anh bắt đầu tìm kiếm một vùng đất mới để thay thế cho khu vực phải trả lại cho Hà Lan. Cuối cùng, họ tìm được một vùng đất mới cho mình. Một vùng đất mà theo những người Anh, nó giữ vị trí tối quan trọng, nằm ở vị trí trung tâm, áng ngữ trên tuyến giao thương hàng hải tại khu vực. Nó sẽ tạo ra một cảng biển sầm uất và giúp những đội thương thuyền hùng hậu của Anh có nơi trú ngụ an toàn. Và khu vực đó chính là xứ Temasek, Singapore ngày nay. Anh đã đàm phán và thuê lại vùng đảo này từ quốc vương của hồi quốc Johor trên bán đảo Malay. Khu vực này sau nhiều thế kỷ bỏ hoang, giờ đây chỉ còn lại là khu tập trung dân chài nhỏ với vài trăm hộ. Thế nhưng rất nhanh chóng, sau khi người Anh đến, bộ mặt của hải trấn này thay đổi chóng mặt. Bắt đầu từ năm 1819, người Anh đàm phán với Johor thuê lại phần phía nam của đảo quốc thành công. Đến năm 1824, toàn bộ quần đảo thuộc quyền sở hữu của người Anh. Ngay lập tức sau đó, người Anh bắt đầu đổ tiền vào hải trấn tiềm năng này. Một khu định cư nhỏ bé, chỉ trong một thời gian ngắn, Anh đã biến Singapore trở thành một hải cảng sầm uất bậc nhất Đông Nam Á. Với sự đầu tư của Anh, sự thịnh vượng nhanh chóng đến với Singapore nhờ hai yếu tố chính là vị trí địa lý vô cùng quan trọng của đảo quốc. Nó áng ngữ tuyến đường biển quan trọng bậc nhất tại châu Á qua eo biển Malacca. Sự quan trọng của vị trí địa lý còn tăng lên khi người Anh cho thông kênh đào Suez tại Ai Cập, khai thông tuyến đường biển từ Địa Trung Hải châu Âu sang châu Á. Yếu tố thứ hai giúp Singapore thịnh vượng vẫn là vị trí, lần này là vị trí của nó trong hệ thống thuộc địa Anh. Tại Đông Nam Á, Singapore giữ vai trò trung tâm trong thuộc địa Anh và theo đà mở rộng thuộc địa Anh tại Đông Nam Á, Singapore nghiễm nhiên trở thành thủ đô trong hệ thống thuộc địa này. Vì vậy, mọi nguồn lực đương nhiên được đổ dồn vào Singapore. Đến những năm 1900, Singapore trở thành một cảng biển quốc tế phồn thịnh vượt xa các cảng tại Đông Nam Á. Trên bình diện châu Á, có chăng chỉ Hồng Kông, Thượng Hải là sánh bằng. Một đại thần Đại Nam nhà Nguyễn là Phạm Quỳnh đến đây đã từng nhận xét rằng lần này mới được trông thấy một nơi hải cảng là lần thứ nhất, thật là một cảnh tượng to tát. Cửa Hải Phòng, cửa Sài Gòn của ta kể cũng khá to, nhưng so sánh với cửa Singapore này thì còn kém xa rất nhiều. Bến liền nhau với bể, trải dài đến mấy nghìn thước tàu, tàu của khắp các nước đi từ Á Đông sang Ấn Độ và Âu Tây đều phải qua đây. Phố xá đông đúc sầm uất, Singapore có thể chia làm hai phần, phố khách dành cho dân buôn bán và phố Tây dành cho người Âu Tây xây biệt thự để ở. Phố Tây cũng sầm uất bằng phố khách mà lại có vài vẻ nguy nga hơn. Những hình dung cho chúng ta thấy một Singapore tấp nập đô hội. Với người Anh, Singapore từ một hải trấn hẻo lánh chỉ trong một thời gian ngắn đã vươn mình trở thành hải cảng sầm uất bậc nhất châu Á. Bước vào thế kỷ 20, đến với chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Singapore gần như không bị ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng từ chiến tranh, thương cảng này vẫn phát triển mạnh mẽ. Có chăng phải đến sau thế chiến lần thứ nhất, người Anh đã để ý đến việc phòng thủ Singapore hơn. Đặc biệt là trước sự lớn mạnh của đế quốc Nhật Bản, Anh đã cho thiết lập một căn cứ quân sự mạnh để bảo vệ khu vực kinh tế quan trọng này. Đồng thời biến Singapore thành lớp lá chắn thép cho các vùng lãnh thổ phía nam của Anh như Australia và New Zealand. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của Anh, Singapore vẫn trở thành một điểm quan trọng phải chiếm được bằng mọi giá trong kế hoạch xâm chiếm Đông Nam Á của đế quốc Nhật Bản. Bước vào cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, tháng 12 năm 1941, Nhật phát động cuộc xâm lược Đông Nam Á.
quân Nhật tràn vào bán đảo Đông Dương qua Thái Lan và nhanh chóng tiến vào bán đảo Mã Lai. Nơi xảy ra cuộc đụng độ đỉnh điểm tại Singapore, cuối cùng đến ngày 15 tháng 2 năm 1942, các lực lượng phòng thủ Singapore đầu hàng. Hơn 90.000 lính Anh bị bắt, Thủ tướng Anh Winston Churchill phải thốt lên rằng đây là thảm họa tệ nhất và là sự đầu hàng lớn nhất trong lịch sử Anh quốc. Singapore rơi vào tay Nhật Bản và phải chịu chính sách cai trị thuộc địa hà khắc cho đến tháng 9 năm 1945 khi người Anh quay trở lại tiếp quản đảo quốc sau Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, sau cuộc chiến, người Anh đã suy kiệt và cũng giống như các vùng thuộc địa khác tại Malay, Singapore không thể trở thành phồn vinh như trước. Sự thất vọng gia tăng trong quần chúng kết hợp với những phong trào dân tộc sôi sục được phát triển trong thời thuộc Nhật đã dẫn tới quyết định ly khai của đảo quốc này với mẫu quốc Anh. Năm 1955, tại Singapore, một cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra những nhà lãnh đạo đảo quốc được tiến hành. Ngay sau đó, Singapore gửi yêu cầu xin tách ra tự trị. Nhưng khác với các vùng thuộc địa mà Anh từ bỏ sau chiến tranh, Singapore không được nằm trong số đó. Đơn xin tự trị bị Anh bác bỏ ngay lập tức. Những nhà lãnh đạo Singapore tiếp tục đấu tranh trong 5 năm sau đó. Tới năm 1959, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Lý Quang Diệu, Singapore giành được quy chế tự trị thuộc khối thịnh vượng chung của Anh. Trong những năm sau đó, với kế hoạch thành lập liên bang Malaysia của Anh và các đảng phái tại Malay, Singapore được lôi kéo tham gia vào đảo quốc đồng ý, gia nhập liên bang và trở thành một thành viên sáng lập khi liên bang Malaysia ra đời vào ngày 16 tháng 9 năm 1963. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, năm 1965, Singapore bị trục xuất khỏi liên bang Malaysia vì những bất đồng giữa Singapore và chính chủ liên bang. Chỉ 2 ngày sau khi bị trục xuất, ngày 9 tháng 8 năm 1965, Singapore tuyên bố độc lập và Malaysia là quốc gia đầu tiên công nhận quyền độc lập của Singapore. Tách ra độc lập đồng nghĩa phải tự cung tự cấp tất cả, mặc dù trong hệ thống thuộc địa Anh trước kia hay trong liên bang Malaysia sau này, Singapore là một đô đảng sầm uất, nhưng khi tách ra độc lập, mọi chuyện rất khác. Nguồn tài nguyên hạn chế, đặc biệt là dầu mỏ, thậm chí cả nước ngọt phụ thuộc vào Malaysia, làm đảo quốc Singapore non trẻ lao đao. Vào thời điểm độc lập, hơn 70% dân số Singapore rơi vào cảnh nghèo khó, hơn 50% dân số mù chữ. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của chính phủ mới, đặc biệt là Thủ tướng Lý Quang Diệu, trong khoảng thời gian 30 năm, Singapore nhanh chóng vượt qua khủng hoảng và vươn mình trở thành trung tâm kinh tế tài chính của thế giới. Một trong những động lực phát triển kinh tế đến với Singapore trong khoảng thời gian này đó là Singapore là một trong những quốc gia hưởng lợi lớn từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong chiến tranh, các nhu yếu phẩm, vũ khí, phương tiện chiến tranh của quân đội Mỹ được Singapore trung chuyển đưa đến Việt Nam và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Đông Nam Á. Đặc biệt chỉ riêng xăng dầu, có tháng Singapore xuất cho Mỹ một khối lượng giá trị lên đến 600 triệu đô la. Thu nhập từ chiến tranh chính là những nguồn lực ban đầu rất quý giá để Singapore xây dựng và phát triển đất nước. Đến cuối thời kỳ của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu những năm 1990, Singapore vươn mình trở thành đất nước phát triển hiếm hoi trong khu vực là một trong bốn con rồng của châu Á. Tiếp đà phát triển ấy, ngày nay Singapore vẫn là một trung tâm tài chính của châu Á và là quốc gia phát triển nhất tại Đông Nam Á. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hồi quốc Brunei, tên đầy đủ là Negara Brunei Darussalam, có thể hiểu đơn giản là một vương quốc hòa bình tại đại dương. Brunei là một quốc gia có chủ quyền độc lập tại Đông Nam Á và được xếp vào nhóm nước giàu có bậc nhất trên thế giới. Vương quốc nằm trên phần phía bắc của bán đảo Kalimantan, xứ vạn đảo. Lịch sử Brunei bắt đầu từ sớm, các thư tịch cổ đã ghi chép lại vào thế kỷ thứ 7, tại vùng đất này đã xuất hiện
tiểu quốc cổ tên là Poli hay Bột Nê. Vương quốc này là một chư hầu của đế chế Srivijaya hùng mạnh, cai quản cả xứ sở vạn đảo trong suốt 3 thế kỷ. Sau khi đế chế Srivijaya diệt vong, tiểu quốc tiếp tục trở thành chư hầu cho các đế chế sau này như Singhahari, Kediri hay Majapahit. Thế kỷ thứ 14, làn sóng Hồi giáo cập bến khu vực Brunei nhanh chóng trở thành một hồi quốc. Bước vào giai đoạn hoàng kim của Hồi giáo, Brunei phát triển mạnh mẽ. Dưới thời các Sultan Brunei, lãnh thổ vương quốc đạt một diện tích lớn chưa từng có. Sức mạnh của vương quốc đạt đến đỉnh điểm vào thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 17. Cực thịnh nhất là vào thời trị vì của Sultan Bolkhaya từ năm 1485 đến 1528. Lãnh thổ Hồi quốc Brunei trải qua phần lớn đảo Kalimantan tiến ra phía đông đến đảo Sulu, chiếm cứ miền nam Philippines hiện nay. Vương quốc Brunei trở thành một cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng với các vương triều Hồi giáo khác trong khu vực. Sự hùng mạnh của vương quốc cũng tạo điều kiện cho Hồi giáo càng bè rễ sâu bền hơn tại vùng đất này đến tận ngày nay. Hiện nay, Brunei vẫn là một Hồi quốc nổi bật tại Đông Nam Á, sánh ngang với các quốc gia Ả Rập. Năm 1521, hạm đội thám hiểm Magellan trong chuyến vòng quanh thế giới của mình đã từng ghé thăm đảo quốc này, mở ra một trang mới trong lịch sử Brunei. Kể từ đây, những phát minh về hàng hải cùng những phát triển địa lý làm bùng nổ những cuộc khám phá của người châu Âu tới mảnh đất vạn đảo, quê hương của nhiều loại tài nguyên màu mỡ, đặc biệt là hương liệu. Trong khi tại phía Tây, người Bồ Đào Nha đánh phá Hồi quốc Malacca và đặt ách thuộc địa lên bán đảo Mã Lai, thì tại phía Đông, Tây Ban Nha cũng thôn tính quần đảo Philippines và trực tiếp tạo ảnh hưởng lên vương quốc Brunei. Cuối cùng, một cuộc chiến nổ ra giữa Brunei và Tây Ban Nha. Tháng 3 năm 1578, hạm đội Tây Ban Nha từ Manila, trung tâm thuộc địa Philippines của Tây Ban Nha, tiến hành tấn công Brunei. Đội quân viễn chinh với 400 quân Tây Ban Nha, 1.500 lính Philippines và 300 lính Kalimantan. Trong cuộc chiến này, người Tây Ban Nha đánh thẳng vào kinh đô Brunei. Với sự thất thế vũ khí, khoa học, vương quốc Brunei nhanh chóng thất thủ. Tây Ban Nha chiếm đóng Brunei trong 72 ngày thì rút về Philippines do bệnh dịch bùng phát. Vương quốc Brunei được hồi phục trở lại, nhưng kể từ đó, vương quốc tuột dốc suy tàn và trở thành miếng mồi ngon cho quân Tây Ban Nha ở phía Đông và người Anh tại phía Tây. Trong khi Tây Ban Nha nắm quyền kiểm soát hầu hết các đảo ở Sulu, thì tại rìa bên kia của vương quốc, người Anh cũng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Bên cạnh đó, Anh còn nhiều lần can thiệp vào nội bộ vương quốc, khiến tình hình Brunei ngày càng rối loạn. Đến năm 1846, Anh công khai tấn công và chiếm nhiều vùng tại biên giới Brunei. Trước bối họa xâm lăng, triều đình Brunei lại rơi vào hỗn loạn, một loạt các cuộc nội chiến nổ ra, tranh giành quyền lực gay gắt giữa các hoàng tộc của vương quốc. Những bất ổn trong nội bộ càng đẩy Brunei đến bờ diệt vong. Trong những năm 1880, các nhà cai trị Brunei trao vùng đất Sarawak cho James Brooke, một người Anh, để đền đáp công ông ta đã giúp Brunei đàn áp một nổi dậy trong nước. Sultan Brunei cho phép Brooke thành lập vương quốc tại vùng đất được ban tặng. Và vương quốc Sarawak dưới sự cai trị của James Brooke được thành lập. Trong những năm sau đó, cựu vương quốc Brunei chia làm hai phần, vương quốc Sarawak ở phía Tây và vương quốc Brunei ở phía Đông. Trải qua các thập niên sau đó, trong khi vương quốc Brunei ngày càng suy yếu thì vương quốc Sarawak ngày càng lớn mạnh. James Brooke và con cháu ông thường xuyên dùng tiền để mua hoặc thuê thêm đất đai từ các hoàng thân Brunei. Diện tích Sarawak ngày càng được mở rộng trong khi Brunei bị thu hẹp rất nhiều. Trước nguy cơ xâm lấn ngày càng mạnh của Sarawak, Brunei thỉnh cầu người Anh can thiệp. Cuối cùng, Brunei phải chấp nhận ký hiệp định bảo hộ do Anh dàn xếp vào năm 1888. Trong hiệp định có quy ước rõ các hoàng thân Brunei hay kể cả các quốc vương cũng không thể nhượng hay cho thuê bất kỳ lãnh thổ nào cho thế lực ngoại bang mà không có sự tán thành của Anh quốc.
Điều này đã cho phép người Anh kiểm soát toàn bộ các công việc của Brunei, chính thức biến Brunei thành một lãnh thổ thuộc quyền bảo hộ Anh. Mặc dù Hiệp định Bảo hộ năm 1888 được ký kết, nhưng trong các năm sau đó, nhà Sarawak vẫn tiếp tục công cuộc xâm lấn Brunei của mình mà không bị Anh kiểm soát. Bởi lẽ, Sarawak cũng thuộc quyền bảo hộ của công ty Đông Ấn Anh, vì vậy nó không phải là một thế lực ngoại bang. Cuối cùng, đến năm 1890, Sarawak kiểm soát nốt phần lãnh thổ Pandaruan. Lần gia nhập cuối cùng này của Sarawak khiến Brunei chỉ còn lại là một vùng đất nhỏ như hiện nay. Quay trở lại Brunei, trong những năm đầu tiên dưới quyền bảo hộ của Anh, Brunei giữ vai trò như một trong những khu tập trung ven biển của Anh, đảm bảo các hoạt động thông thương của đế chế trong khu vực. Brunei là điểm trung chuyển cầu nối giữa trung tâm Malacca, Singapore tới các vùng phía đông đến quần đảo Philippines thuộc Mỹ. Bước vào thế kỷ 20, Brunei nổi lên trở thành điểm sáng trong đế chế Anh. Những năm 1929, các mỏ khí đốt và dầu được đi vào khai thác sau một thời gian dài tìm kiếm. Trữ lượng khí đốt và dầu tại Brunei được đánh giá đứng đầu Đông Nam Á. Mọi nguồn lực vào khai thác dầu của Anh được đổ vào Brunei trong thời gian này, khiến vương quốc Brunei trở nên giàu có và thịnh vượng. Khí đốt và dầu mỏ mang đến cho Brunei sự hưng thịnh, nhưng cũng đã mang lại cho vương quốc này mối họa lớn. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Brunei là một trong những điểm quan trọng tại Đông Nam Á mà Nhật Bản nhắm tới. Thậm chí, chỉ 8 ngày sau khi tấn công Trân Châu Cảng khởi đầu cho cuộc chiến tại Thái Bình Dương với quân đồng minh, Nhật Bản đã cấp tốc điều quân tiến chiếm Brunei vì trữ lượng dầu mỏ khổng lồ tại đây. Ngày 16 tháng 12 năm 1941, 10.000 quân từ quân đội Kawaguchi xuất phát từ vịnh Cam Ranh, Việt Nam, tiến xuống đánh chiếm Brunei. Cuộc chiến giữa Nhật và các lực lượng phòng thủ tại Anh tại đây diễn ra trong 6 ngày. Cuối cùng, các lực lượng Anh đầu hàng quân Nhật, Brunei rơi vào quyền kiểm soát của Nhật Bản. Trong quá trình chiếm đóng của mình, Nhật tiếp tục sử dụng bộ máy cai trị của người Anh, với thống đốc vẫn là người Anh. Quốc vương Brunei tiếp tục được cai trị và nhận được sự tôn trọng lớn từ người Nhật. Tất cả nhằm mục đích ổn định tình hình để Brunei tiếp tục sản xuất dầu mỏ, cung ứng cho đế quốc Nhật Bản. Đến cuối chiến tranh thế giới thứ hai, quân đồng minh mở mặt trận và phản công trên toàn Đông Nam Á. Tháng 6 năm 1945, sư đoàn số 9 của Úc được sự yểm trợ của không quân Hoa Kỳ đổ bộ tái chiến đảo Kalimantan. Đến tháng 9, quân Nhật tại đây đầu hàng, Brunei cũng quay trở về Anh. Trong những năm sau đó, người Anh cố khắc phục những hậu quả sau chiến tranh. Brunei là một trong những vùng lãnh thổ được phục hồi nhanh nhất nhờ tiềm lực dầu mỏ. Tuy nhiên, những nỗ lực của Anh sau chiến tranh là không đủ. Cùng với làn sóng dân tộc bùng nổ trong khu vực, Brunei cũng dần tách ra khỏi đế chế Anh quốc. Tới năm 1959, cùng với Singapore, Brunei giành được quy chế tự chủ nằm trong khối thịnh vượng chung của Anh. Nhưng khác với Singapore dân chủ, Brunei vẫn đi theo con đường quân chủ với quốc vương đứng đầu. Đến năm 1962, một cuộc nổi loạn xảy ra nhằm lật đổ nhà vua Brunei. Tuy nhiên, cuộc nổi loạn này thất bại. Với sự giúp sức của Anh, Brunei được ổn định trở lại và giữ vững chế độ quân chủ. Cuộc nổi loạn này xảy ra đúng lúc các vùng lãnh thổ của Anh tại bán đảo Mã Lai và đảo Kalimantan đang vận động để hợp nhất, hình thành một quốc gia độc lập. Tuy nhiên, chính cuộc nổi loạn năm 1962 này đã khiến Brunei khước từ việc gia nhập Liên bang Malaysia và tự mình tách riêng trở thành một vương quốc độc lập. Sau khi Liên bang Malaysia thành lập năm 1963, Brunei vẫn thuộc khối Liên hiệp Vương quốc Anh. Đến năm 1984, Brunei đạt được thỏa thuận với Anh quốc và chính thức tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh, mở ra thời kỳ Brunei hiện đại. Sau khi tách ra tự chủ, khác với những quốc gia mới độc lập phải gặp nhiều khó khăn, Brunei là một trường hợp hoàn toàn khác. Với tài nguyên dầu mỏ dồi dào, đất nước Brunei đã phát triển thịnh vượng trong suốt nhiều thập kỷ qua. Sau khi giành được độc lập, trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2008, Brunei đạt mức tăng trưởng tới 56% trên năm.
Vương quốc này có diện tích xấp xỉ diện tích hai thành phố của Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cộng lại, nhưng đất nước này là một trong những quốc gia hưng thịnh nhất trên thế giới. Năm 2016, Brunei xếp thứ tư trong số các quốc gia giàu có bậc nhất trên thế giới, sánh ngang với các cường quốc dầu mỏ tại Trung Đông. Hiện nay, Brunei vẫn theo chế độ quân chủ và là một hồi quốc thịnh vượng. Vương quốc được cai quản bởi các quốc vương và mọi người dân trong đất nước đều được chăm lo. Brunei gia nhập ASEAN vào năm 1984 ngay sau khi độc lập và trở thành một điểm sáng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Ngay từ thời tiền sử, khoảng 100.000 năm trước, khu vực ngày nay là siêu quần đảo Malay Indo đã có con người sinh sống. Các di chỉ lịch sử cũng như dữ liệu khoa học địa chất cho thấy trước kia khu vực Đông Nam Á là một bán đảo khổng lồ. Bán đảo ấy được các nhà khoa học gọi là Sundaland với diện tích đất liền lớn hơn ngày nay rất nhiều. Các khu vực Đông Nam Á là một khối và các dòng người nguyên thủy có thể dễ dàng di chuyển và định cư tại đây. Những biến đổi về khí hậu cuối kỷ băng hà khoảng 10.000 năm trước đã gây ra một trận đại hồng thủy trong lịch sử, nhấn chìm phần lớn diện tích siêu bán đảo Sundaland, dẫn tới sự phân chia thành hai khu vực chính mà ngày nay thường được gọi là Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lịch sử của khu vực Đông Nam Á hải đảo. Đông Nam Á hải đảo là một siêu quần đảo với hơn 20.000 đảo, bao gồm các quốc gia như Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, Đông Timor và Philippines. Quay trở lại với siêu quần đảo Malay Indo sau trận đại hồng thủy. Mặc dù khu vực đã có con người sinh sống từ rất sớm, nhưng sau trận đại hồng thủy, dân số sụt giảm cùng với diện tích đất liền bị thu hẹp và ngăn cách bởi rất nhiều vùng biển nhỏ, nên nền văn minh ở đây phát triển chậm hơn các khu vực khác trên thế giới. Các cư dân sinh sống tại một số vùng thuận lợi và gây dựng cho mình những khu tập trung. Những khu tập trung dân cư này tồn tại rải rác khắp nơi và phát triển mạnh ở các đảo lớn của xứ vạn đảo như Java, Sumatra, Kalimantan hay bán đảo Malay. Thêm nữa, vị trí địa lý đặc biệt của khu vực này là con đường giao thương hàng hải giữa Đông và Tây, giữa các nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản với Ấn Độ và các nước Ả Rập. Cộng với điều kiện hải đảo nên các khu tập trung ở đây đều ở ven biển và phát triển thành các hải cảng sầm uất. Theo những đoàn thương nhân, văn hóa Ấn Độ được truyền bá vào khu vực này sớm nhất. Người Ấn Độ rất thích khu vực này và gọi đây là vùng đảo vàng Suvarnabhumi, nơi có những sản vật phong phú, đặc biệt là hương liệu. Văn hóa Ấn Độ được lan truyền và phát triển rực rỡ tại đây, từ Hindu giáo đến Phật giáo nguyên thủy đều được cư dân bản địa chào đón. Các vương quốc sơ khai được khởi dựng và đi theo văn hóa Ấn Độ. Dần dần theo thời gian, các vương quốc nhỏ trở nên lớn mạnh hơn, trong khi đa số đều theo con đường hàng hải, phụ thuộc vào các đoàn giao thương và lao vào các cuộc chiến cướp bóc lẫn nhau, thì tại vùng đảo Sumatra rộng lớn, các vương triều ở đây còn tận dụng điều kiện canh tác thuận lợi để phát triển nông nghiệp, lúa nước, tạo rễ sâu bền cho vương quốc. Trong đó, vùng Jambi thuộc khu vực sông Batanghari và vùng Palembang thuộc lưu vực sông Musi là những khu vực phát triển hơn cả. Nền nông nghiệp lúa nước rực rỡ ở các vương triều tại đây trở nên hùng mạnh. Đến thế kỷ thứ 7, vương triều Srivijaya được thành lập tại Palembang, mở ra thời kỳ hưng thịnh đầu tiên tại xứ sở vạn đảo. Đối thủ lớn nhất của Srivijaya chính là người láng giềng Melayu ở Jambi. Hai vương triều này cạnh tranh ảnh hưởng gay gắt tại đảo Sumatra trong cuộc chiến sống còn. Cuối cùng, vương quốc Melayu thất thủ, kéo theo tất cả các vương quốc khác tại Sumatra rơi vào tay đế chế Srivijaya. Để tăng cường sức mạnh, các vua của Srivijaya đã tiến hành liên minh với vương quốc đang bá chủ đảo Java, bên cạnh là vương triều Shailendra.
Thông qua con đường hôn nhân, hai thế lực lớn nhất tại đảo Sumatra và Java đã xây dựng nên một đế chế hùng mạnh. Trong những năm sau đó, chứng kiến sự bành trướng nhanh chóng của vương triều Sriwijaya trong toàn khu vực, lần lượt các vương quốc hàng hải quy thuận và gia nhập như một chư hầu trong đế chế. Thư tịch Trung Quốc chép về đế chế này có đoạn như sau. Vương quốc này có tới 15 đại chư hầu, đảo Sumatra nổi tiếng là có nhiều vàng bạc và đồ gia vị. Hay theo các tiểu sử Ấn Độ thì diện tích của vương quốc khoảng 900 dặm ba tư. Nhà vua này đồng thời là chúa tể của một số lớn các hòn đảo trải rộng ra trên khoảng cách 1.000 dặm hoặc hơn nữa. Tất cả đã giúp chúng ta hình dung về sự hùng mạnh của đế chế này. Đế chế Sriwijaya phát triển cực thịnh trong thế kỷ thứ 8. Bá chủ khắp vùng biển Đông Nam Á, cai trị một diện tích lãnh thổ cực lớn, bao gồm phần lớn Indonesia, Malaysia ngày nay và một số quốc cổ chân lạp thuộc Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Đồng thời, đế chế cũng tạo thanh thế lớn khi đánh phá, cướp bóc các nước láng giềng, đặc biệt là Champa và An Nam thuộc đường mà sau này các tập sử Việt đều có chép giặc Java, chính là cách đọc Java để chỉ quân sứ vạn đảo. Trong thời đại hưng thịnh của mình, hoàng tộc Sriwijaya và người thông gia liên minh Shailendra đều là các tín đồ theo đạo Phật. Vì vậy, Phật giáo được truyền bá sâu đậm đến các vùng trong đế chế. Và đặc biệt là công trình Borobudur Ba Lan Phù Đồ, ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới, được xây dựng tại vương quốc Shailendra, miền trung đảo Java. Phật giáo phát triển rực rỡ tại Shailendra đến thế kỷ thứ 9 thì bị người vương quốc Ấn Độ giáo Sanjaya tại phía đông Java tiêu diệt, thống nhất Medang. Các quý tộc Shailendra phải chạy sang nương nhờ triều Sriwijaya. Triều Sriwijaya sau khoảng 100 năm cực thịnh, lúc này cũng đã dần rơi vào suy vong. Mặc dù là bá chủ vùng biển Đông Nam Á, nhưng đế chế Sriwijaya cũng chịu sức ép rất lớn từ những cường quốc xung quanh. Trong khi ở phía Bắc có các vương triều của Trung Hoa Đế quốc, thì tại phía Tây, các vương triều Ấn Độ cũng là đối thủ hàng hải, cạnh tranh ảnh hưởng lớn. Các vương triều Trung Hoa thường gửi các đoàn thuyền buôn lớn đến giao thương, nhưng họ thường đi lại tự do và không nghe lệnh của vua Sriwijaya mà tự chọn các địa điểm, các hải cảng tốt nhất với họ để buôn bán. Điều này dẫn tới sự phát triển mạnh mẽ của các hải cảng nước chư hầu. Trong khi đó, tại phía Tây, các vương triều Ấn Độ cũng thường không ưa gì Sriwijaya vì sự bá chủ của đế chế tại khu đảo vàng này. Năm 1025, Vương quốc Chola, quốc gia miền Nam Ấn Độ, phát động một cuộc tấn công lớn và bất ngờ vào kinh đô đế chế Sriwijaya. Kết quả vua Sriwijaya bị người Ấn Độ bắt, Chola cướp bóc khắp đảo Sumatra rồi rút về. Đến năm 1067, cuộc tấn công thứ hai của người Ấn Độ vào đế chế Sriwijaya, lần này là tại vùng bán đảo Mã Lai, các hải cảng giàu có trong đế chế đều bị cướp phá. Mặc dù những cuộc tấn công này mục đích chính là cướp bóc, nhưng nó đã làm lung lay đến tận gốc rễ đế chế Sriwijaya. Lãnh thổ đế chế bị vỡ vụn và các chư hầu nổi lên không nghe lệnh nhà Sriwijaya nữa. Trong số đó, vương triều Kedri ở đảo Java nổi lên trở thành kẻ thách thức đế chế. Một Sriwijaya suy vong đã không thể gượng dậy được nữa. Giờ đây, đế chế suy tàn này phải chịu kẹp giữa hai thế lực. Phía Tây là vương triều Chola Ấn Độ và phía Đông là vương triều Kedri Java. Sau này tại Java, vương triều Singhasari lật đổ nhà Kedri, giành quyền thống trị và tiếp tục tạo sức ép lớn lên Sriwijaya ở phía Đông. Tại các vùng lãnh thổ khác, các chư hầu cũng dẫn tách ra khỏi đế chế. Tại phía Bắc, những người Thái lập ra vương quốc Sukhothai, tách ra khỏi Khmer và dần đánh chiếm các khu vực chư hầu của đế chế tại bán đảo Mã Lai. Trong khi đó, đế chế Khmer sau khi chiếm lại các vùng đất đã mất từ thời Chân Lạp cũng tạo sức ép ngược lại Sriwijaya. Cuối cùng, tất cả đẩy Sriwijaya diệt vong vào thế kỷ thứ 13. Sau khi đế chế Sriwijaya diệt vong, vương triều tại Java là Singhasari là thế lực hùng mạnh nhất. Họ đã chinh phạt và chiêu hàng được các chư hầu khác, khôi phục phần lớn lãnh thổ đế chế cũ trước kia.
Dưới thời Singhasari năm 1289, Hoàng đế Hốt Tất Liệt của đế quốc Đại Nguyên gửi sứ giả và yêu cầu xứ Vạn Đảo phải quy phục thiên triều. Tuy nhiên, vua Singhasari đã từ chối, rạch mặt, cắt tay và tống cổ sứ giả. Biết chắc chắn rằng người Nguyên sẽ quay trở lại với một đạo quân khổng lồ, vua Singhasari tập trung chuẩn bị lực lượng. Tuy nhiên, vương triều Kediri năm xưa bị nhà Singhasari lật đổ, giờ đây là một chư hầu đã nhân cơ hội này đánh úp vào kinh đô, bắt giết vua Singhasari. Vương triều Singhasari sụp đổ, nhà Kediri quay trở lại ngôi vị của mình. Đến năm 1292, sau 3 năm, người Mông Cổ trở lại với hạm đội hơn 20.000 quân để trừng phạt xứ Vạn Đảo. Ngay khi nghe tin quân Mông Nguyên đến, Duren Wijaya, một phò mã của nhà Singhasari năm xưa, đã ngay lập tức làm tình nguyện, làm tiên phong cho quân Nguyên trả thù. Được chỉ điểm, quân Mông Cổ nhanh chóng đánh hạ vương triều Kediri. Sau khi Kediri sụp đổ, Duren Wijaya quay trở lại tấn công lực lượng Mông Cổ đã mệt mỏi và bị tổn thất nhiều. Cuối cùng, ông buộc quân Mông Cổ phải rút chạy về Đại Nguyên. Năm 1293, Duren Wijaya lên ngôi, sáng lập ra vương triều mới, vương triều Majapahit. Trong thời gian trị vì, vương triều Majapahit đã bành trướng một vùng lãnh thổ rộng lớn hơn nhiều đế chế Sriwijaya xưa kia. Lãnh thổ bao gồm toàn bộ Indonesia, Malaysia và một phần Philippines hiện nay. Thời kỳ này cũng chứng kiến đạo Hồi theo con đường thông thương được du nhập từ những thế kỷ trước đã phát triển mạnh mẽ. Cuối cùng, những người Hồi giáo được sự bảo hộ của nhà Minh đã thành lập Vương quốc Hồi giáo Malacca tại bán đảo Mã Lai, cạnh tranh ảnh hưởng với vương triều Majapahit ở phía Nam. Hồi quốc Malacca tồn tại được hơn 100 năm. Trong thời gian ấy, văn hóa Mã Lai được định hình và phát triển rực rỡ. Đó là một sự pha trộn văn hóa bản địa với văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc và Hồi giáo. Chính vì vậy, Malacca được coi là vương quốc độc lập đầu tiên kiến tạo nên lịch sử Malaysia. Còn tại phía Nam, ở Indonesia, sau hơn 200 năm tồn tại, trước sự lớn mạnh của Hồi giáo, vương triều Majapahit vốn theo Hindu giáo đã sụp đổ, dẫn đến việc hàng loạt các tiểu quốc được thành lập, đa phần là những Hồi quốc, Hồi giáo trở thành tôn giáo chính tại xứ Vạn Đảo. Khoảng thời gian sau đó, chứng kiến hàng loạt các vương triều Hồi giáo chia nhỏ khu vực và thay nhau thống trị. Nổi danh nhất là các hồi quốc Demak, Aceh, Batan, Mataram, Jodo và Brunei. Thời kỳ này cũng chứng kiến những tàu buôn phương Tây cập cảng tại xứ Vạn Đảo nhiều lên. Những phát triển địa lý là tác nhân chính gây ra tình trạng này. Xứ Vạn Đảo tấp nập hơn trước và trở thành là tâm điểm hương liệu của toàn thế giới. Hồi quốc Malacca năm 1511, một đoàn tàu viễn chinh Bồ Đào Nha cập bến và đánh chiếm khu vực này vì vị trí quan trọng của nó, tiêu diệt Hồi quốc Malacca và xác lập thuộc địa Tây phương đầu tiên tại xứ Vạn Đảo. Sau khi Malacca diệt vong, những hồi quốc khác xung quanh nhanh chóng vươn lên nắm quyền bá chủ tại bán đảo Mã Lai. Trong số đó, tiêu biểu là Hồi quốc Aceh hay Johor. Tuy nhiên, trong suốt những năm sau đó, Bồ Đào Nha cũng không ngừng mở rộng các vùng thuộc địa của mình, không chỉ tại Mã Lai mà còn ở các vùng đảo khác tại Java hay Sumatra. Bên cạnh Bồ Đào Nha, Hà Lan là bước tiếp theo giành giật khu vực này. Năm 1602, công ty Đông Ấn Hà Lan được thành lập. Ngay lập tức, vùng Vạn Đảo rơi vào tầm ngắm của những người Hà Lan bay. Chiến tranh nổ ra giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha, người Hà Lan lập liên minh với Hồi quốc Johor và thành công đẩy Bồ Đào Nha ra khỏi Malacca vào năm 1641. Khoảng thời gian sau đó chứng kiến Hà Lan thay thế dần sự hiện diện của Bồ Đào Nha trong khu vực, đồng thời Hà Lan cũng tiến hành mở rộng hơn nữa các vùng thuộc địa của mình. Quá trình này diễn ra gần 200 năm, đến năm 1911, Hà Lan đã thu nạp hầu hết các vùng ngày nay là Indonesia. Còn phần phía bắc xứ Vạn Đảo, ngày nay là Malaysia, thuộc quyền kiểm soát của người Anh, bắt đầu bằng sự kiện người Hà Lan cho phép Anh kiểm soát Malacca trong cuộc chiến tranh giữa Liên quân châu Âu với nước Pháp của Napoleon.
Ban đầu, người Anh không tập trung vào Đông Nam Á cho đến thế kỷ 18, khi họ củng cố các vùng thuộc địa tại Ấn Độ xong, xứ Vạn Đảo mới trở thành mục tiêu tiếp theo của Anh do vị trí quan trọng thông thương. Năm 1795, trong chiến tranh Napoleon, Hà Lan liên minh với Anh và họ cho người Anh tiếp quản Malacca để ngăn chặn Pháp vươn tới đây. Sau khi chiến tranh kết thúc, người Hà Lan chấp nhận đổi Malacca để một số thuộc địa của Anh tại Sumatra, Indonesia. Malacca chính thức trở thành bàn đạp quan trọng của Anh để thuộc địa hóa khu vực. Từ Malacca, Anh thôn tính toàn bán đảo Mã Lai trong nửa đầu thế kỷ 19. Đến nửa cuối thế kỷ 19, Anh vươn sang phía bắc đảo Kalimantan, nơi Hà Lan chưa đặt quyền đô hộ mà chỉ có Hồi quốc Brunei cai trị tại đây. Đến năm 1910, Anh hoàn thành mô hình cai trị tại các lãnh thổ ngày nay là Malaysia, Singapore và Brunei. Theo đó, các vương quốc sẽ nghe lệnh thống suất của Anh. Các thần dân được công nhận là công dân Anh và được bảo hộ tuyệt đối, chính thức thuộc địa hóa khu vực này.